thì muốn trao đổi lại với các bác sĩ để các bác sĩ nắm được cái phần này, cái nhóm thuốc này hy vọng là chúng ta hiểu kỹ hơn chúng ta dùng nó nó tự tin hơn nội dung bài trình bày của em thì nó gồm 3 phần phần thứ nhất em sẽ điểm lại một cách rất là ngắn gọn ta không học dạy dược lý nhưng mà em thấy có 6 điểm quan trọng về mặt dược lý của các cái thuốc các quý quý mà chúng ta cần nhớ những cái điểm đấy nó sẽ liên quan đến thực hành y khoa của mình điểm thứ hai chúng em sẽ cùng nhau giả soát với cả các anh các chị cái phần áp dụng của khí trong thực hành ờ, em thì em để đầy đủ các cái uh, thực ra là các cái mà hiện nay là bài ngày hôm nay là tập trung vào trong thực hành bệnh phổi uh, tuy nhiên thì uh, thực ra có những cái mà em vừa nhìn thấy anh Thành ở đây thì em có lẽ là những cái mà chúng em sẽ đi qua rất là nhanh đó là pen và COPD là những cái nghề của các anh ấy chị rồi thực ra lúc đấy em chỉ trao đổi về mặt uh, tóm lại là về mặt dược lý về mặt cơ chế tác dụng để chúng ta hiểu hơn về vai trò của nó để còn lại em sẽ không bàn gì về phần lâm sàng ở phần đấy là cái phần mà nó 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 tương đối là rõ ràng đối với cả các anh các chị ờ, trong phần này thì em cũng sẽ trao đổi thêm với các anh các chị những cái mà các anh các chị mặc dù có thể bên ngoài chuyên khoa của chúng ta nhưng đâu đó chúng ta vẫn phải dùng đó là cái vai trò của corticoid trong phản vệ đấy, bởi vì tai biến về thuốc thì chỗ nào cũng có hết đấy, vậy thì chúng ta dùng nó như thế nào đấy, vai trò của nó ra sao corticoid trong một cái bệnh lý nhiễm trùng mà chúng ta tranh cãi rất nhiều đó là viêm phổi Đấy, thì vậy liệu chúng ta dùng nó như thế nào nó giúp ích được gì và hiện nay quan điểm điều trị trong lâm sàng như thế nào và có cái quýt dùng cho bệnh nhân hồi sức hôm nay không nhìn thấy bác sĩ hòa ở đây. đấy nhưng mà hy vọng các bác sĩ hồi sức sẽ lên thì như vậy là chúng ta dùng có cái quýt trong hồi sức chống xoét trong sepsis, Đấy, trong hoặc là trong sốc nhiễm trùng thì như vậy nó sẽ có những cái vai trò như thế nào đấy, thì đấy là uh, phần thứ hai em sẽ xin cái phần lớn đấy để thời lượng để chúng ta trao đổi với nhau về áp dụng có cái quýt trong lâm sàng phần cuối cùng góc độ dược của em thì bao giờ không phải dọa dẫm các bác sĩ không phải dọa, cái này dọa thì cũng không không có ý nghĩa gì nhưng để chúng ta cùng phải ôn lại chúng ta biết cái lưỡi thứ hai rất sắc của cọc khí quý đó là các tác dụng không mong muốn nhưng có khi nhiều khi tác dụng không mong muốn em sẽ chứng minh cho các anh chị là có những cái chúng ta nghĩ là 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 nó là điển hình với con quý sách vở dạy như thế nhưng thực tế lâm sàng chúng ta lại không gặp và có nhiều cái quan trọng hơn chúng ta lại không để ý đến nhưng thực tế lại rất quan trọng cho bệnh nhân thì chúng em sẽ xin giả phép giả soát lại về các tác dụng không mong muốn quan trọng trong thực hành lâm sàng của corticoid cách khắc phục cách xử trí những tương tác cần phải chú ý đến corticoid với corticoid thì đấy là nội dung cuối cùng của bài ngày hôm nay thì đầu tiên về mở bài thì em xin trao đổi với các anh các chị ôn lại về chút về mặt dược lý trong người chúng ta có corticoid hay không câu trả lời là có đúng không ạ không chúng ta không tồn tại được nếu không có cái này corticoid là một cái hormone rất uh, do tuyến thượng thận tiết ra uh, tiết ra và nó nó tiết theo cái, cái cơ chế là như vậy là có vùng dưới đồi chỉ huy tuyến yên tuyến yên chỉ huy tuyến thượng thận tiết ra cortisol và cortisol mặc dù nó là một cái, tiết ra với một lượng rất nhỏ nhưng người ta nói là là hormone có tính chất sinh mạng đối với cơ thể và bởi vì rất nhiều các cơ quan khác nhau ở trên slide này đã chỉ rõ là hoạt động của nó là chịu ảnh hưởng điều tiết của cortisol và chúng ta không thể sống được với cortisol không thể sống được với sếp không thể sống được với cả tóm lại các áp lực của cuộc sống bởi vì nó là hormone duy nhất chống stress ở trong cơ thể Đấy như vậy, đấy là cái điểm đầu tiên để khẳng định là cơ thể của chúng ta có quýt cũng có. Thứ hai là một cái hình rất kinh điển là bài, bài tiết cortisol ở trong người của mình là nó theo nhịp ngày đêm. Và các anh các chị nhìn thấy đây là như vậy là vào ban đêm đấy, lượng cortisol nó được uh, bài tiết thì như vậy nó thấp nhất để chúng ta còn ngủ nữa, nếu không được vì nó có tính kích thích. Và chúng ta chỉ khởi động lại một ngày mới và chúng ta tỉnh táo nhất giờ này chứ không phải giờ tỉnh táo của mình, đặc biệt sau bữa trưa là À, vào khoảng 6 đến 8 giờ sáng là chúng ta có một cái đỉnh bài tiết cortisol ở đó và chính vì thế người ta có nói là nếu chỉ định lâm sàng không có gì đặc biệt thì người ta ưu tiên sử dụng nếu chúng ta phải sử dụng dài ngày corticoid thì chúng ta ưu tiên sử dụng corticoid một lần một ngày và cái thời điểm mà chúng ta sử dụng phù hợp nhất là thời điểm từ 6 đến 8 giờ sáng để chúng ta bắt trước hoạt động của tuyến thượng thận đấy thế đấy là điểm thứ hai điểm thứ ba corticoid dùng có tác dụng ngay hay không câu trả lời nếu corticoid trừ trường hợp mà dùng đường toàn thân dùng đường toàn thân thì mới có tác dụng ngay lập tức còn nếu corticoid mà chúng ta sử dụng các đường tại chỗ thì thường tác dụng sẽ đến chậm bởi corticoid tác dụng của chúng ta nó theo hai cơ chế thì nãy chúng em sẽ phân tích hai cơ chế đó thông thường corticoid là nó được vào máu được vận chuyển vào máu vào máu xong nó đến tế bào và đích của nó thông thường là các tế bào miễn dịch nó gắn vào cái bộ gen của tế bào này sau đó nó làm thay đổi cái việc mà bà điều tiết cái việc tổng hợp các protein và cụ thể là các protein gây viêm từ đó nó mới có tác dụng vậy nếu mà theo mô tả theo cái cơ sơ đồ này thì rõ ràng là chúng ta không kỳ vọng là có cái có thể đến ngay tác dụng ngay lập tức nhưng tuy nhiên nó có một cái cơ chế đặc biệt thì nữa em sẽ giải thích kỹ là trong cơn hen với quản cấp và trong đợt cấp của siêu tại sao chúng ta vẫn dùng có cái cú được bạn chúng ta dùng và dùng sớm và dùng có tính chất cấp cứu thì như vậy nó lại theo một cái cơ chế khác người ta gọi là cơ chế ngoài gen là cái cơ chế mà uh, chúng ta trao đổi đây trao đổi đây là cơ chế theo thông qua sự gắn vào bộ gen và điều biến cái sự tổng hợp protein uh, như vậy đấy là cái điểm thứ ba điểm thứ tư tại thời điểm hiện giờ thuốc nào là thuốc có tác dụng chống viêm mạnh nhất uh, em không nói đến các kháng thể đơn dòng cái đấy là ngoại lệ trong lâm sàng của chúng ta có 3 thuốc chống viêm chính một là corticoid hai là NSAID và ba là các enzyme kháng viêm thì như vậy là khẳng định là quyết là có tác dụng chống viêm mạnh nhất. Bởi vì tại sao? Trên hình này em xin phép không đi chi tiết. nhưng mà đây là sơ đồ của phản ứng viêm với các tế bào có thẩm quyền miễn dịch tham gia vào phản ứng đó và uh, nó như vậy corticoid những cái chỗ nào mà được màu đỏ đỏ ở đây là nó các quyết của chúng ta ức chế vào những đoạn đó. Và như vậy thì có thể nói là cơ chế tác dụng của corticoid là can thiệp vào các giai đoạn khác nhau và các tế bào có thẩm quyền miễn dịch với nhau của phản ứng viêm ức chế hoạt động của các tế bào này và ức chế các cái sản phẩm nó tạo ra đó là các cytokin gây viêm như vậy với cơ chế như thế thì uh, thôi mình khẳng định là gì là là ngoại trừ những trường hợp những cái thuốc mới còn cho đến thời điểm hiện giờ các thuốc thông dụng mình dùng trong trong thực hành thì thuốc này là thuốc chống viêm mạnh nhất điểm thứ năm cần lưu ý đối với dược lý là trong bệnh viện của chúng ta có cần dùng nhiều cọc cái quýt hay không có cần có cần có cần nhiều loại cọc quýt trong danh mục thuốc hay không à, câu trả lời nhìn vào cái hình này chúng ta thấy nó khác nhau rõ ràng Bảng này là bảng phân loại các cọc quý chúng ta dùng ở trong lâm sàng Và các cọc quý thì các anh các chị cũng nhìn thấy là nó khác nhau Rất rõ, chúng ta có cái nhóm đầu tiên là hydrocortisone và hero Nhóm thứ hai là Pred và metin -Pret. Nhóm thứ ba là nhóm đề xa và bởi Nhóm cuối chúng ta không có nhiều, người ta gọi là cọc quý khoáng Vậy các cái cọc quý này khác nhau ở điểm nào? Đi từ trên xuống dưới thì các anh các chị thấy là tác dụng kháng viêm thì tăng dần đấy. Nhưng mà ngược lại, đấy, bù lại thì tác dụng giữ muối nước thì giảm dần vậy tác dụng giữ muối nước đặc trưng cho cái gì ạ có nhiều người bảo mẹ em là tác dụng là đặc trưng cho tác dụng gây phù cái đấy không đúng tác dụng mà giữ muối nước là đặc trưng cho tác dụng sinh lý tác dụng hóc môn của corticoid đấy. còn cái nào cũng gây phù hết nhá à, như vậy là đi từ trên xuống dưới chúng ta thấy là tác dụng kháng viêm tác dụng kháng viêm nó tăng dần vì vậy người ta sẽ không dùng hydrocortisone để kháng viêm nhưng mà người ta cũng không dùng đề sa và beta, beta metazone để kháng viêm Trừ trường hợp rất đặc biệt Những trường hợp viêm mạnh thì Hoặc là viêm ở mức độ mạnh Cần có tác dụng chống viêm mạng Ví dụ viêm màng não mủ Hoặc là viêm uh, viêm thanh quản cấp ở trẻ con Thì người ta sẽ dùng đề sa metazone để cấp cứu Còn lại trong trường hợp để điều trị Còn lại người ta không thích dùng cái này với tác dụng kháng viêm Bởi vì lý do tại sao Lý do là bởi vì cái tác dụng kháng viêm của nó uh, Các anh các chị để ý ở đây như vậy là nó 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 có tác dụng kháng viêm mạnh nhưng mà nhưng mà thời gian tác dụng của nó kéo dài và khi thời gian tác dụng kéo dài thì tác dụng không mong muốn cũng nặng nề nhất chính vì thế nếu mà sử dụng tác dụng kháng viêm thông thường ở trong thời gian lâm sàng thì người ta dùng đường toàn thân nhé thì chúng ta hay dùng cái loại ở giữa cái đoạn ở giữa tác dụng kháng viêm nó gấp khoảng 4 đến 5 lần so với hydrocortisone nhưng mà cái thời gian tác dụng nó ngắn hơn rồi còn một điểm nữa thế thì hydrocortisone có, có cần thiết còn ở trong bệnh viện hay không Cortisol và hydrocortisone có cần không? Câu trả lời rất cần. Nhưng cần trong trường hợp nào? À, trong lâm sàng, trong thực hành bệnh của chúng ta, bệnh phổi của chúng ta. Nếu bệnh nhân phải sử dụng corticoid dài ngày thì nếu chúng ta muốn ngừng corticoid thì chúng ta phải giảm liều đúng không ạ? Và người ta người ta có một liệu pháp người ta gọi là liệu pháp cai corticoid. Cai corticoid có nghĩa là thế nào? Là chúng ta bắt đầu đưa thêm vào, tức là chúng ta giảm dần liều cái corticoid chúng ta đang dùng. Nhưng chúng ta bắt đầu đưa thêm vào thay thế bằng các corticoid có tính chất sinh lý Nó có tác dụng kháng viêm nhưng mà nhưng mức độ kháng viêm nó nhẹ nhàng Nhưng mà nó lại bắt đầu nó lại giống hóc môn của cái tuyến thượng thận của mình Và trong trường hợp đấy thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân bắt đầu là giảm lệ thuộc dần vào cái corticoid chúng ta đưa từ ngoài vào Để tránh suy thượng thận nếu chúng ta dùng thuốc cấp đấy, Ngừng thuốc cấp đấy, Như vậy nó có vai trò như vậy Và vai trò thứ hai rất quan trọng là gì? Là trong hồi sức trong hồi sức tí nữa em sẽ nói đến một cái hội chứng người ta gọi là hội chứng stress ở bệnh nhân nặng và cái hội chứng stress ở bệnh nhân nặng là do tuyến thượng thận không bài tiết đủ có cái và trong trường hợp đấy thì bệnh nhân mổ xong bệnh nhân nằm vào hồi sức tích cực thở máy rồi sốc nhiễm trùng vân 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 thì lúc đấy nhiều khi người ta phải dùng corticoid để bổ sung thêm vào cái dùng tốt nhất đó là hero cortisol Đấy, như vậy có lẽ em phân tích ở trong cái hình này xong thì các anh chị cũng hình dung được là mỗi corticoid nó cũng giống như kháng sinh đúng không ạ mỗi anh mỗi vẻ mỗi anh làm một nhiệm vụ khác nhau Chúng ta nắm được cái phần đó thì chúng ta sẽ chọn được cái thuốc phù hợp cho bệnh nhân điểm cuối cùng về mặt dược lý Em muốn trao đổi Đó là uh, corticoid đường khí dung Cái câu hỏi em đặt ra là Trước đây em vẫn tò mò là corticoid đường khí dung có vào máu hay không Câu trả lời là có Đúng không ạ uh, Nếu chúng ta biết là corticoid đường khí dung Thì như vậy là nó đưa thuốc đều chỉ tại chỗ rồi Để như vậy là nó cái, cái nó là Hiệu quả nó sẽ cao hơn so với đường toàn thân Đặc biệt là HEN với COPD nhưng là chỉ một liều xịt ra Cứ một nhát xịt cậy cái chị xịt cho bệnh nhân Thì chỉ có 10 đến 20% cái nhát xịt đó là vào phổi của bệnh nhân Còn lại 80 đến 90% là nó động lại khoang miệng Và nếu mà nó động lại khoang miệng Mà chúng ta dặn bệnh nhân là xúc miệng đúng ạ Nhưng mà phải nhổ ra Nếu mà bệnh nhân nuốt vào Thì cái lượng mà chúng ta 80 đến 90% cái nhát xịt đấy là nó sẽ vào Dạ dày sau đó nó vào gan rồi cuối cùng nó vào tuần hoàn chung nếu mà lượng nhát xịt nếu bệnh nhân mà ở giai đoạn muộn chúng ta phải xịt nhiều lần trong ngày xịt với hàm lượng cao với liều cao thì trong trường hợp đấy chúng ta không bỏ qua được cái tác dụng phụ toàn thân của các cái quý Và tí nữa cái đoạn cuối cùng với tác dụng phụ thì em cũng sẽ chứng minh cho mọi người ta tổng kết về mặt lâm sàng như vậy xịt vẫn có thể loãng xương như bình thường đúng không ạ đường xuống hết như vậy là cái điểm cuối cùng em muốn lưu ý về mặt dược lý với cả các anh các chị đó là uh, cái hấp thu một cái hấp thu không thể bỏ qua được Đấy, nếu mà đặc biệt nếu bệnh nhân mà không được dặn dò cẩn thận nếu uh, dùng đường xịt này mà lại nuốt vào nữa thì đến chúng ta luôn nhớ là 80 90 phần trăm nhát xịt ấy sẽ vào được uh, được vào hệ tiêu hóa như vậy là có 6 điểm đấy là 6 điểm quan trọng em muốn trao đổi với anh chị về mặt dược lý của cọc quý phần thứ hai uh, dài hơn uh, quan trọng hơn thì em muốn trao đổi chia sẻ với anh chị cái góc nhìn của em về dược thuận Tí nữa xin canh các chị bổ sung sau uh, đó là ứng dụng của cọc quý ở trong thực hành lâm sàng và cái ứng dụng đầu tiên thì em muốn trao đổi đó là uh, các bệnh lý liên quan đến viêm và miễn dịch. Chúng ta biết là có corticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, đấy là ba cái tác dụng quan trọng nhất của corticoid. Vậy cái em sẽ trao đổi đầu tiên là corticoid có dùng để trong phản vệ hay không? Cái này chúng ta được tập huấn thông tư 51 rất rõ ràng rồi nhưng mà em muốn là làm sáng tỏ về mặt dược để anh các chị hiểu kỹ hơn về vai trò của corticoid. Thì người ta khẳng định như này, để cấp cứu phản vệ, nếu để cấp cứu phản vệ thì corticoid không làm giảm tỷ lệ tử vong. Nó không có lợi ích rõ ràng trong cái phản vệ. Cái đấy được rõ ràng tổng kết trong khen rồi. Và hội dưỡng thế giới thậm chí người ta phải kêu gọi như này là nếu bệnh nhân có phản vệ thì đầu tay là adrenaline và như vậy các bác sĩ đừng bỏ qua cái vai trò adrenaline là tuyệt đối. Và nhiều khi chúng ta lại hay có băn khoăn đến dimeron, đến solumeron vân vân những cái thuốc Kháng histamine hoặc là có quý đấy thì cái thuốc đấy không phải là cái thuốc đầu tay mà đầu tay phải là adrenaline. Vì vậy adrenaline là tuyệt đối Và chính vì thế thì chúng ta lại đăng quan trong cơ là Tại sao trong hộp chống sốc của chúng ta Vẫn có corticoid, vẫn có kháng histamin vẫn có sanbutamol, vẫn có thứ Những cái thuốc khác nó cũng có vai trò Nhưng vai trò của những cái thuốc, ví dụ như corticoid, ví dụ kháng histamin Mục đích để làm gì ạ? À, nếu mà mục đích của nó Nó không giúp giải quyết các triệu chứng cấp tính của phản vệ Mà mục đích của nó dùng để dự phòng ở dự phòng ở đây là dự phòng pha 2 hạ sốc hai pha cái các chị cũng biết là sốc hai pha là cái khái niệm mới được đưa vào trong thông tư năm thông tư 08 ngày xưa chúng ta không có khái niệm đó sốc hai pha là gì cái này chúng ta không tiên lượng được có khoảng 1 đến 20% không biết được 1 đến hai sau khi mà bệnh nhân xuất hiện sau cái sốc pha đầu tiên thì lại xuất hiện tiếp cái pha sốc thứ hai và trong vòng cái này là trong vòng khoảng 24 đến 72 giờ ngày xưa em cứ lúc mà em được xây dựng ngồi xây dựng thông tư 51 cùng các thầy đấy, em chỉ tham gia phần dược thôi thì thì các thầy nói là vậy chúng ta phải giữ bệnh nhân 72 giờ nhưng mà về sau ý kiến của mọi người là nếu giữ 72 giờ thực sự là là nó quá dài đúng không ạ thế thì các thầy mới rút xuống là giữ tối thiểu 24 giờ giữ tối thiểu 24 giờ để làm việc à, để theo dõi kỹ bệnh nhân bởi vì có những cái bệnh nhân sau khi mà chúng ta xử lý rất ngon lành rồi nó có thể xuất hiện cái sốc lần thứ hai vậy vai trò của corticoid là gì các anh các chị hình dung là chúng ta sinh lý bệnh của sốc phản vệ của phản vệ thì như vậy là chúng ta có hai pha là pha sớm và pha muộn pha sớm là khi mà dị nguyên ví dụ chúng ta dùng kháng sinh thuốc nó gắn với cả kháng thể IgE xong nó gắn lên bề mặt tế bào mast nó hoạt hóa tế bào mast nó làm vỡ các cái bọc ở đây ra giải phóng histamine. và như vậy nó gây ra những cái triệu chứng của pha sớm ở trên hô hấp trên tuần hoàn trên tiêu hóa trên da đấy là pha sớm đối kháng với tác dụng của pha sớm này là adrenaline là tuyệt đối không bị không bàn cãi tuy nhiên là có một số bệnh nhân nếu chúng ta hoặc là hệ miễn dịch của người ta mẫn cảm quá, đấy nó nó được kích hoạt rồi nhưng mà chúng ta dập bằng adrenaline rồi nhưng mà nó vẫn có một cái tồn dư nhất định hoặc là chúng ta xử lý muộn adrenaline, đấy hoặc là xử lý liều không đầy đủ tức là nó vẫn giải quyết được về mặt lâm sàng nhưng hình như nó chưa đủ đô đô với cả những cái trường hợp đó thì hệ miễn dịch sau đó ở bên miễn dịch ở bên bên, bên dị ứng người ta mới thấy là cơ chế tiếp theo là gì là nó hoạt hóa tiếp các tế bào ở bạch cầu khác bạch cầu ưa axit bạch cầu ưa kiềm bạch cầu lanh phô vân vân. Đến lượt những tế bào này lại lại giải phóng ra các cytokine, các chất dung nó học và nó làm tái phát triệu chứng. Vậy cơ sở của chúng ta trong trường hợp đấy là gì? Là chúng ta đối kháng bằng chúng ta giải quyết bằng adrenaline nhưng sau đó chúng ta phải tiêm các thuốc corticoid và các thuốc kháng histamine Mục đích của nó để làm gì? Để nó đối kháng lại những cái tồn dư của hệ miễn dịch này để làm cho nó không nó hy vọng chúng ta hy vọng là nó không hoạt hóa pha thứ hai. Đấy, như vậy chính vì thế trong phác đồ cấp cứu chống sốc em nghĩ phác đồ cấp cứu chống sốc ở các bệnh viện chúng ta đều có theo năm mốt rồi Thì em xin giới thiệu lại cái bạch mai làm để trước khi có năm mốt ấy là gì là bao giờ cũng rất quan trọng em thấy thứ tự rất quan trọng nhé bao giờ cũng là phát hiện triệu chứng nguyên tắc là khẩn cấp tại chỗ và adrenaline sau adrenaline các thứ xong xuôi hết rồi mọi người để ý đến đoạn cuối cùng này mới là dimerol và methylprednisolone Đấy, như vậy cái này nó hoàn toàn đúng theo tinh thần mà chúng ta đã làm được ở trong y văn đó là gì? Là những thuốc này có vai trò nhưng mà chúng ta xử lý xong xuôi hết tất cả các thứ thì lúc đấy mới tính đến những thuốc kia. Rồi. Vì thế, đấy là phác đồ chống sốc của 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 Bạch Mai. Phác đồ chống sốc của hồi sức Bạch Mai cũng tương tự như thế thôi. Nếu mà uh, trong đó có phân ra là mức độ nhẹ thì có thể xử lý được bằng uh, Metin, methylprednisolone hoặc dimerol. Mức độ nặng và mức độ nguy kịch thì adrenaline là tuyệt đối và các thầy cũng đã nói với các anh các chị đấy là hình dung là thực sự các thầy nói là là từ độ nhẹ này mức độ 1 này có thể chuyển sang bất cứ lúc nào các cái mức độ cao hơn nên thực sự là chúng ta nếu mà bệ, bệnh nhân lúc đấy trong trường hợp đấy là phải chuẩn bị sẵn ngay adrenaline rồi và trong phát đồ cuối cùng phát đồ của thông tư 51 thì các anh các chị đọc kỹ thì chúng ta làm theo thông tư thì chúng ta nhiệm vụ của em chỉ có giải thích lại tại sao người ta viết thế thôi thì như vậy là gì như vậy là ở uh, uh, cái mức độ đầu tiên chúng ta có thể xử lý bằng corticoid kháng histamine được nhưng từ độ hai trở đi là tuyệt đối là adrenaline. Xử lý xong rồi thì đoạn đằng sau này mới là mới là uh, dimeron uh, hoặc là hoặc là hoặc là metinpenisolon. Đấy như vậy cái vai trò rất quan trọng của chúng ta chúng ta hình dung được cái vai trò nó có vai trò trong phản vệ. Tuy nhiên là nó là vai trò thứ yếu, để chúng ta xử lý sau đó. Rồi. Để kết thúc cái phần uh, liên quan đến dị ứng này thì em có hai cái phần nhỏ nữa để trao đổi là chúng ta có dùng corticoid để dự phòng hay không? Câu trả lời corticoid bình thường sẽ không dùng để dự phòng phản ứng dị ứng trừ những trường hợp mà chúng ta biết là nguy cơ dị ứng rất cao ví dụ các anh các chị truyền amphotericin B chẳng hạn trong kháng nấm đấy thì cái phản ứng mà chúng ta sợ nhất là phản ứng tiêm truyền phản ứng tương tự như kiểu phản vệ đặc biệt là liều đầu tiên đấy, thì như vậy trong trường hợp đấy chúng ta có thể dự phép, được phép để dự phòng bằng corticoid bằng kháng và kháng histamine và trường hợp thứ hai em trao đổi đây đó là chụp thuốc cản quang chắc chắn nhà mình chụp nhiều đúng không ạ chụp CT chắc chắn phải tiêm thuốc và cái phản ứng mà chúng ta gặp nhiều nhất ở trong, Sợ nhất ở trong phòng chụp Không phải nhiều nhất nhưng sợ nhất Đó là là phản vệ Sợ nhất là phản vệ Ở trên này thì em cũng không biết là ở Bạch Mai Việt Đức bọn em thấy cũng đã gặp gặp nhiều Người ta nói là có một cái tỷ lệ nhất định 0,1 đến 0,2% gặp phản vệ Vậy các cụ nhà mình nói là đi đêm lắm kiểu gì có ngày gặp ma đúng không ạ? Vậy số ca mà chúng ta tiêm cản quang càng lớn thì thì số ca chúng ta gặp phản vệ càng nhiều. Cái đấy là cái không thể tránh khỏi. Vì vậy, cái chuyện rất quan trọng đó là chúng ta phát hiện kịp thời, xử trí tại chỗ, đúng không ạ? Và ban đầu rất quan trọng, sau đó cấp cứu mới có vai trò sao. Đấy, nên là em nghĩ cái, cái, cái tinh thần đấy chắc là mọi người nắm được rồi. Nhưng bây giờ em nói đến phần dự phòng. Riêng cái thần thuốc cản quang thì người ta cho phép là thế này. Là chúng ta giả soát kỹ bệnh nhân. Không phải bệnh nhân nào cũng cần dự phòng. Nhưng chúng ta giả soát kỹ bệnh nhân. Những bệnh nhân nào có tiền sử cơ địa dị ứng những bệnh nhân nào có cơ địa dị ứng với thuốc đặc biệt là dị ứng với thuốc cản quang lần trước đã đã, đã 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 chụp đã có phản ứng đấy. Có thể những bệnh nhân đấy nhưng mà bắt buộc phải chụp lại bởi vì các anh các chị cũng biết là nhiều lần chúng ta phải chụp lại để chúng ta sẽ còn phục vụ cho chẩn đoán. Thì những bệnh nhân đấy xứng đáng được ra soát để dự phòng. Và nhiệm vụ đấy không phải nhiệm vụ chẩn đoán hình ảnh đúng không ạ? Nhiệm vụ đấy là của của khoa lâm sàng. Đấy. Vì thế, ở Bạch Mai thì bây giờ quy trình nó thay đổi lại à trước khi bây giờ cũng có một cái phiếu những cái phiếu đấy bác sĩ điều trị phải tích vào phải khám hết sức cẩn thận để tóm lại là cho nó này không xử lý cái vụ đấy chỉ xử lý những cái gì ở trong phòng chụp thôi nhưng mà phải khám hết sức cẩn thận và cho phác đồ dự phòng vậy người ta có ba phác đồ dự phòng phác đồ thứ nhất hay dùng nhất người ta gọi là phác đồ 12 giờ 12 giờ là dùng cho những cái trường hợp mà chúng ta chụp không không phải là chụp cấp cứu đấy thì uh, như vậy là trước 12 giờ và 2 giờ cho bệnh nhân uống 32 mg methylphenidate đấy để như vậy đấy là phác đồ 12 giờ phát đồ và thứ hai là 1371 1371 là cũng tương tự như thế là uống uh, 13 giờ 7 giờ 1 giờ và thêm một giờ đấy thì trước một giờ đấy là người ta uống thêm cả cái difenhydramin nữa tức là thêm cái uh, uh, kháng histamin H1 nữa và trường hợp cuối cùng là nếu giả sử trục cấp cứu mà mình khai thác có tiền sử nhưng thôi không được không kịp để mà mình 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 mình, mình uh, dự phòng cho bệnh nhân theo phát đồ kia nữa thì người ta dùng một cái phát đồ người ta là À, trong vòng người ta uống là gì uống à, xin lỗi là uh, tiêm 200 truyền 200 mg hydrocortisone kết hợp với cả tiêm tĩnh mạch 50 mg uh, diphenhydramine cho bệnh nhân. Đấy như vậy chúng ta có ba phác đồ tất cả. Phác đồ này nói ba phác đồ này thì mình mình không thể nói là dùng cái này xong thì bệnh nhân không có phản ứng nhá. Cái này không, không mình không kết luận được thế. Nhưng trong trường hợp này người ta thấy là nếu dùng những phác đồ dự phòng này thì nguy cơ gặp phản vệ và các phản ứng dị ứng khi tiêm thuốc cản quang ở bệnh nhân có nguy cơ cao là giảm đi rõ rệt. À, chính vì thế, ở nhiều bệnh viện, ví dụ sau Bạch Mai thì em đấy gọi có tư vấn cho thanh nhàn thì trong cái phần mà chụp thuốc cản quang đấy thì có một cái yêu cầu bắt buộc đó là phải khai thác kỹ tiền sử dị ứng để cho sử dụng các thuốc dự phòng. À, nếu bệnh nhân có tiền sử dị ứng và trong quá trình chụp thì theo dõi kỹ và xử lý kịp thời cho bệnh nhân. Đấy, thì đấy là phần liên quan đến đến uh, phản vệ liên quan đến uh, thuốc cản quang còn trong các trường hợp khác chúng em thấy không có chỉ định có những cái bệnh viện thì chúng em thấy các bác mà đi làm mạch ở phòng mạch ngoài là cho truyền một chai 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 dịch nhá mà cũng cho một lọ metinpolon ở trong trường hợp đấy là nói chúng mình làm là thế là không để thì người ta không cho phép sử dụng như thế rồi phần cuối cùng mà liên quan đến dị ứng của covid phần này ngược lại chúng ta đặt câu hỏi là covid có gây sốc phản vệ hay không đã ai gặp chưa chưa gặp thế mà em lại gặp tương đối nhiều. À, solumeron có sức phản vệ hay không? chưa gặp. rồi à, thực ra ở nhiều bệnh viện bọn em đi mọi người đã gặp rồi. và bọn em gặp một cái ca bạch mai rất điển hình là gì? là mà bệnh nhân ở hô hấp vào tiêm uh, cơn hen phế quản cấp, thì là để có tiêm uh, metilprednisolone Tính này, sau đó bệnh nhân dấu, dấu hiệu xấu đi một cách đột ngột các thầy vào thôi đây này gửi xuống dị ứng để xem là tắm lại dị ứng cái gì. Hỏi thế các thầy không tin là dị ứng với cả metinpenizolon. Cho tiêm lại metinpenizolon và bệnh nhân xuất lại sốc lại, may là vì dị ứng cho người ta kịp cấp cứu kịp thời. À, đấy là ví dụ điển hình. Rồi. Những cái ca mà sốc phản vệ với cả metinpenizolon mặc dù không có nhiều nhưng không phải là không có. trên thực tế trong y văn người ta cũng đã ghi nhận được rồi dị ứng có thể dị ứng với chính hoạt chất của cái corticoid mặc dù tỷ lệ rất hiếm gặp nhé nó không nhiều như kháng sinh nhưng dị ứng có thể liên quan tá dược và cái này hay gặp hơn trong cái lọ metinpetnizolone đấy nó có một cái tá dược người ta gọi là tá dược lactose tá dược đấy chiết từ bò vậy những ông nào mà mà mà, mà gọi là không dung nạp với các sản phẩm của bò cái đấy mình cũng khó lòng mà mình tóm lại mình cũng không hay hỏi những cái gì đấy thì những người đấy khi mà tiêm cái sản các sản phẩm metinpetinolong đường tĩnh mạch có khả năng gặp phản ứng uống thì không có vấn đề gì à trong trường hợp đấy uh, như vậy người ta chỉ khuyên thế này cái này châu âu lại năm 2014 2015 người ta phát hiện ra thì châu âu người ta nói này là chỉ cảnh báo các bác sĩ là một kể cả một thuốc chống dị ứng cũng có khả năng gây 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 dị ứng và phản vệ như vậy bất cứ thuốc nào cũng có thể bị hết và thứ hai là gì là trong trường hợp mà gặp vậy nếu vậy thì chúng ta không cũng không phải hỏi gì nó quá là đặc biệt cả thế nhưng mà chúng ta nếu chúng ta dùng cho bệnh nhân mà diễn biến lâm sàng của bệnh nhân xấu đi một cách đột ngột thì trong trường hợp đó chúng ta không giải thích được trong trường hợp đó kể cả mình đang tiêm methylprednisolone nhá thì đừng nghĩ đấy là thuốc chống sốc hay thuốc đấy là thuốc chống dị ứng mà chúng ta lại coi như lại bỏ qua cái điều đấy chúng ta lại tiêm tiếp thêm cho bệnh nhân cái bệnh nhân sẽ nguy hiểm hơn trường hợp đấy chúng ta xử trí như một phản vệ đấy mở một, một, trường hợp phản vệ và sau đó chúng ta tính tiếp đấy và cũng đừng bao giờ bỏ qua cái vai trò của phép ngoài phép bọn em cũng đã gặp sốc phản vệ với dimerol mọi người gặp chưa chưa đúng không ạ rất hiếm gặp nhưng em sợ là thành vai trò của tá dược rất nhiều À, cái đấy mình cũng rất khó nói dị ứng với thuốc đã khó rồi dị ứng với tá dược càng khó hơn nữa nhưng chúng em đã gặp 3 ca sốc phản vệ với demerol thường là những ca rất nặng đấy thì như vậy đấy là có lẽ là cái phần cuối cùng chúng ta trao đổi về cái phần uh, phản ứng uh, mà liên quan dị ứng ở đây đó là cái phần uh, uh, phản vệ cái phần thứ hai thì chắc em sẽ nói ít hơn thôi bởi vì phần này là phần chuyên khoa của các anh các chị rồi uh, đó là hen và COPD Hen và COPD thì rõ ràng là là bệnh sinh là hoàn toàn là khác nhau nhưng cái hậu quả cuối cùng đều là uh, đều đều là cái uh, làm co thắt phế quản, làm uh, làm uh, tắc nghẽn đường dẫn khí và và như vậy thì trong trường hợp đó thì hai cái nhóm thuốc quan trọng của chúng ta đó là là giãn phế quản và và có khí quý uh, Em chỉ xin giải thích kỹ hơn một chút để canh các, các chị hình dung được. Bởi thực ra phát đồ này là phát đồ đầu tay rồi nên là chúng ta về mặt điều trị chúng ta không 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 phải suy nghĩ nhiều nhưng về mặt dược lý về mặt cơ chế cơ chế tác dụng thì chúng ta cũng biết là trong hen phế quản thì chúng ta cái phản ứng của nó là chúng ta có một cái phản ứng dị ứng đúng không ạ à, và khi dị nguyên khi mà tiếp xúc nó sẽ kết thích, nó sẽ kích thích các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch là đặc biệt là tế bào tu gai để trình diện kháng nguyên và tế bào mast và khi cái tế bào tu gai này được kích thích thì như vậy là nó sẽ kích thích tiếp các cái tế bào uh, phô t và từ đó nó gây ra hoạt hóa rồi đến hoạt hóa cuối cùng là hoạt hóa bạch cầu ưa uh, axit và như vậy nó gây ra những cái phản ứng ở cụ thể ở đường dẫn khí ví dụ như là nó làm uh, phì đại rồi tăng tiết uh, tăng tiết nhầy uh, nó làm giãn mạch uh, nó gây phù nó gây thoát mạch nó gây phù tại chỗ uh, nó gây nhạy cảm các làm tăng nhận cảm cả các cái uh, các cái uh, các đường dẫn truyền thần kinh làm tăng đáp ứng phế quản uh, và nó gây uh, chít hẹp uh, nó gây phì đại và nó gây uh, gây co thắt đường dẫn khí thì đấy chính là những cái cơ chế bệnh sinh của hen phế quản thế thì uh, trong hen phế quản thì rõ ràng có một cái phản ứng viêm đúng không ạ và phản ứng viêm có vai trò của các nhiều các loại tế bào khác nhau thì chính vì thế chúng ta mới có cái vai trò của corticoid thì vì vậy thì bao giờ trong trong hen phế quản thì người ta cũng ngoài cái sức tác dụng giãn các thuốc giãn phế quản để chúng ta có các thuốc chống viêm khác nhau thì chống viêm cơ bản nhất để chúng ta hay dùng là uh, các cái chống viêm uh, nhóm corticoid bên cạnh đó chúng ta có thể có uh, những cái thuốc ví dụ như là ức chế leukotriene như là montelukast hoặc là có những cái thuốc kháng thể đơn dòng gần đây mới có ví dụ như là omalizumab chẳng hạn đấy là những cái thuốc chống viêm mà chúng ta dùng trong hen phế quản ở trong COPD thì các anh các chị cũng biết là cũng có cơ chế của viêm đúng không ạ và trong COPD thì chúng ta mặc dù cái tổn thương của chúng ta là tổn thương tế bào biểu mô và tổn thương ở đại thực bào nhưng cái quá trình tổn thương đấy do khói thuốc lá chẳng hạn thì nó hoạt hóa hệ thống miễn dịch và hậu quả cuối cùng của chúng ta là sơ hóa làm chít hẹp đường dẫn khí Uh, nó làm uh, phá hủy cái uh, thành của phế nang đúng không ạ? Có thể gây ra khí phế thủng và nó làm tăng tiết cũng làm tăng tiết nhầy và có thể gây ra những cái uh, viêm phế quản mạng tính. Uh, chính vì thế thì uh, rõ ràng là cái điều kiện của siêu như thế này thì nó sẽ dẫn đến là nó làm giảm thải trừ, nó làm giảm thải trừ, nó lại là có thêm một cái cơ chế thứ hai là giảm khả năng thực bào và khi giảm khả năng thực bào như thế thì nó làm giảm khả năng tống vi khuẩn ra khỏi đường dẫn khí. Nó uh, có thể làm những cái mà nó quần cư vi khuẩn và nó làm cho cái phản ứng viêm của chúng ta nó tồn tại một cách dài dòng và chính vì thế thì khi có điều kiện đặc biệt điều kiện thuận lợi thì với những cái sự kích thích của các cái tác nhân khác nhau thì nó tạo ra những cái set oxy hóa và nó tạo ra nó hoạt hóa cái phản ứng viêm thông qua bạch cầu trung tính và cuối cùng thì nó gây tạo ra đợt bùng phát của COPD đấy, như vậy đấy là những cái điểm mà nhắc lại rất là cơ bản về mặt sinh lý bệnh để từ đó chúng ta thấy được cái vai trò của của corticoid trong hai cái bệnh lý này vậy em xin nhắc lại về mặt dược lý để giải thích kỹ hơn với các bác sĩ về cái và cái cái, cái tác dụng chống viêm của corticoid trong hai bệnh lý này anh. thì uh, nó theo hai cơ chế sau đây cơ chế thứ nhất là cơ chế mà người ta gọi là cơ chế qua gen lúc nãy chúng ta vừa nói rồi cơ chế qua gen có vai trò rất quan trọng là như vậy là corticoid của chúng ta gắn vào có một cái chất có tên là HDAC2 HDAC2 chính là cái chất mà nó uh, giúp cần thiết để cho hoạt hóa cái sự gắn của corticoid với cả bộ gen và từ đó Uh, nó ức chế cái quá trình tổng hợp protein gây viêm. Đấy, chính vì thế nên là coffee quit thì nó có tác dụng chống viêm là theo hai mặt kiểu như này. Nếu chúng ta dùng liều thấp, nếu chúng ta dùng liều thấp thì nó sẽ uh, nó có tác dụng chống viêm là ức chế các cái gen gây viêm, Đấy, ức chế ra các gen gây viêm. Nhưng mà ở liều cao, ở liều cao thì nó lại có tác dụng là kích thích các cái gen mà chống viêm. Như vậy cả hai mức liều, cả mức liều thấp và mức liều cao đều có tác dụng chống viêm nhưng theo cơ chế khác nhau. Vì vậy người ta nói là vai trò của corticoid trong chống viêm trong hen phế quản là theo cơ chế điều biến biểu hiện của gen. Điều biến biểu hiện của gen thông qua là gì? Thông qua là nó ức chế các cái gen gây viêm và nó kích thích các gen chống viêm. Đấy, và như vậy thì ở cả hai mức, các mức liều mà chúng ta đều sử dụng cả liều thấp và liều cao đều có vai trò của nó hết. Ờ, chính vì thế trong trong cái hen uh, phế quản và COPD thì corticoid nó can thiệp vào các cái giai đoạn các cái tế bào khác nhau mà liên quan đến phản ứng viêm của đường dẫn khí, đúng không ạ? Và nó có tác dụng ở đây có một cái tác dụng là nó hiệp đồng với cả hiệp đồng với các thuốc giãn phế quản. Thì các anh các chị cũng biết là bao giờ chúng ta cũng uh, dùng các cái thuốc giãn phế quản dùng phối hợp với cả thuốc cọc quýt đúng không ạ? Và cái cơ chế của nó là gì? Là các cái thuốc uh, cọc quýt thì tại sao nó lại có tác dụng hiệp đồng với cả các thuốc giãn uh, phế quản? Các thuốc uh, bởi vì uh, lý do như sau. Lý do là uh, các cái thuốc giãn phế quản các thuốc giãn phế quản thì như vậy nó sẽ làm tăng cường hoạt tính chống viêm của corticoid. Đấy và thông qua cái khả năng làm tăng cường cái khả năng gắn của corticoid với đích tác dụng của nó và là từ đó làm tăng tác dụng chống viêm của corticoid. Nhưng ngược lại, corticoid lại có vai trò như này là chúng ta biết là dùng lâu thuốc giãn phế quản thì nó có một cái đặc điểm là nó làm giảm cái tức là nó có một hiện tượng người ta gọi là điều hòa xuống các thuốc giãn phế quản của chúng ta đều là các thuốc kích thích receptor hết, kể kích thích receptor beta 2 hết. Và nếu chúng ta kích thích nhiều quá thì tế bào nó mệt, cơ thể nó mệt. Nó có một cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng down regulation tức là hiện tượng điều hòa xuống đấy. Là điều hòa xuống là nó nhận chìm receptor của chúng ta đang ở bề mặt tế bào vào bên trong bào tương để phá hủy. Và lúc đấy khai thuốc của chúng ta có dùng thuốc salbutamol hay dùng bất cứ một cái salmeterol gì đấy thì như vậy trong trường hợp đấy nó cũng không có receptor để gắn vào nữa. Thì hiện tượng đấy gọi là điều điều hòa xuống. Vậy các thuốc giãn phế uh, corticoid nó sẽ làm tăng số lượng receptor beta 2 đấy, làm tăng sẽ, và nó làm giảm cái hiện tượng điều hòa xuống này và làm sự dung nạp giảm dung nạp với cả các thuốc kích thích beta 2. Đấy, như vậy đấy đây là cái tác dụng hiệp đồng giữa giãn phế quản và kích thích uh, beta 2 trong điều trị. Thế thì uh, như vậy phải khẳng định là là cho đến thời điểm hiện giờ thì hen và COPD thì giãn phế quả có cái đóng vai trò rất quan trọng nhưng em xin lưu ý là cái tác dụng của corticoid trong hen và COPD tác dụng rất khác nhau trong hen phế quản thì nó đáp ứng tốt nhất với thuốc giãn phế quản và đáp ứng rất tốt với corticoid nhưng đáp ứng này nó sẽ giảm đi nếu mà chúng ta gặp cơn hen phế quản nặng và đáp ứng yếu nhất trở với cả COPD đấy, như vậy là đấy là cái mức độ đáp ứng với thuốc là khác nhau giữa ba bệnh lý và tại sao trong hen phế quản nặng và COPD thì lại giảm đáp ứng với cả corticoid à, lý do là gì lý do là cái trung gian rất quan trọng lúc này chúng ta nhắc tên là hdac 2 HDAC2 là yếu tố rất quan trọng để quyết định hoạt tính của các cái quý thì trong hen với quản vì những cái xét oxy hóa ấy, hoặc là đợt hoặc là siêu thì có những cái xét oxy hóa của tế bào và như vậy nó làm giảm hoạt tính của HDAC2 và nếu làm giảm hoạt tính HDAC2 thì làm giảm hoạt tính của cái quý đấy thì đấy là những cái điểm quan trọng về mặt dược lý để chúng em muốn tổng kết lại về phần này để các anh các chị có thể hình dung được ờ, em xin nhấn mạnh lại là điểm cái phần này điểm qua nhanh thôi tức là Corticoid dùng trong hen phế quản và COPD thì chúng ta có hai loại là loại sông hít và loại toàn thân. Loại toàn thân. Loại sông hít chúng ta cũng có rất nhiều loại và bảng này em cũng là tóm, cố gắng tóm tắt lại các cái loại sông hít chúng ta hay dùng. Ờ, nó cái, loại sông hít ở đây thì nó khác nhau rất nhiều về hoạt tính corticoid. Tí à, hoạt tính corticoid tí ở bà cô đầu tiên này nó từ nó khác nhau về những cái liều mà tương đương liều tương đương tính ra tính trong microgam và nó có thể khác nhau về thời gian tác dụng của các cái có cái tác dụng ngắn và có cái tác dụng đàng, dài cái bảng này chúng ta có thể dùng để chúng ta so sánh các thuốc với nhau. Tương tự như vậy ở phía dưới chúng ta có hoạt tính corticoid của các thuốc dùng đường toàn thân, đường uống. Đó. Trong phần này thì có mấy điểm quan trọng để chúng ta lưu ý. Điều thứ nhất là khi cho xịt corticoid thì các anh chị để ý cho em mức liều. Chúng ta đang dùng ở mức liều nào? Mỗi nhát xịt của corticoid thì nó có thể là liều thấp, có thể ở mức độ liều trung bình hoặc là liều cao. Và nguyên tắc chúng ta dùng corticoid là dùng liều thấp nhất có hiệu quả trên bệnh nhân. Đấy, nên là các anh các chị để ý cho chúng em về phần liều bảng vừa rồi là liều ở người lớn bảng sau là liều cho trẻ con Đấy, như vậy cái điểm đầu chú ý đến liều phần phát đồ em xin phép bỏ qua nhé em thấy nó cũng cũng cũng, cũng không, không có vai trò gì để dược phải nói nhiều và phần cuối cùng em liên quan đến phần sông cái phần này đó là uh, các anh các chị để ý cho em cái phần hướng dẫn bệnh nhân phần hướng dẫn bệnh nhân đóng vai trò quan trọng lắm thực ra cái 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 bệnh nhân dùng đúng dụng cụ sông hít tỷ lệ không cao ở thế giới người ta thấy thống kê là khoảng 40% bệnh nhân dùng sai ít nhất một bước mà thường là những bước quan trọng quyết định hiệu quả à, ở Việt Nam của chúng ta thống kê không đầy đủ là khoảng 70 đến 80% vậy nếu giả sử mà thuốc thuốc em nghĩ không bây giờ cũng không có thuốc các thuốc đều tốt hết bác sĩ cũng kê phác đồ cũng như vậy nhưng cái hiệu quả điều trị các anh chị thấy hình như có sự khác biệt là là do chúng ta hướng dẫn dụng cụ vai trò này đầu tiên của bác sĩ em nghĩ bác sĩ cũng ít thời gian em nghĩ là nếu chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân hiệu quả sẽ cao hơn và vai trò thứ hai là của dược sĩ nữa để chính vì thế nên là cái điểm uh, em chỉ nói những cái điểm quan trọng em thấy cảm nhận thấy quan trọng thôi đó là cái các chị chú ý cho em về cái việc mà hướng dẫn và giám sát thậm chí giám sát là hướng dẫn lại là cho bệnh nhân làm sao bệnh nhân mình hiểu cái gì mình mình hướng dẫn và kiểm tra lại xem bệnh nhân có làm dùng đúng không để mình điều chỉnh kịp thời cho bệnh nhân Ờ, cái việc người ta sử dụng các cái dụng cụ sông hít phần uh, có một ý nữa mà em muốn trao đổi trong cái này là chúng ta có tiêm hay uống Cọc corticoid trong hen và cOPD hay không câu trả lời là có thế thì thế thì tác dụng của nó là gì bởi vì lúc nãy nó hơi mâu thuẫn với cái mà em nói là gì là corticoid nếu chúng ta dùng thì khoảng mất một khoảng thời gian mới, mới bắt đầu phát huy tác dụng đúng không ạ nhưng mà người ta phát hiện gần đây cách đây khoảng hơn 10 năm người ta mới phát hiện ra này là corticoid là tác dụng theo hai cơ chế thông thường nó sẽ tác dụng ở trong hình này là tác dụng theo cơ chế loằng ngoằng ở phía dưới là thông qua bộ gen nếu tác dụng qua cái này thì như vậy nó cần một khoảng thời gian thì nó mới có thể hiện tác dụng chống viêm của mình tuy nhiên có một cái tác dụng thứ hai người ta gọi là tác dụng không thông qua bộ gen non genomic ấy, là nó có tác dụng trực tiếp ức chế trực tiếp các gen gây viêm và khi như, với với tác dụng như thế thì người ta tính là này. sau khi dùng đường toàn thân uống hoặc là tiêm tĩnh mạch đặc biệt là tiêm tĩnh mạch thì sau khoảng một phút nó có tác dụng làm giảm tính thấm giảm phù nề nó có sau đó nó có tác dụng làm giảm uh, giảm giả, giả, giảm cái sau khoảng một ngày thì có tác dụng làm giảm uh, cái các cái cái, cái uh, huy động bạch cầu tức là của phản ứng viêm và các tác dụng uh, khác thì nó đến sau khoảng một vài tuần sau đó như vậy điều đó có nghĩa là gì là nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta sử dụng các quýt và đường chúng ta sử dụng. Nếu chúng ta sử dụng tức là muốn để dùng để, để cấp cứu đúng không ạ? Thì trong trường hợp đấy chúng ta sẽ uh, ưu tiên là cái xịt lúc đấy nó sẽ không có giá trị. Lúc đấy ở trong trường hợp đó là chúng ta ưu tiên sử dụng đường toàn thân. Đấy, và uh, trong phác đồ của chúng ta chúng ta quay lại, ví dụ cấp cứu gân hen với quản nặng thì chúng ta tiêm metin với liều chống viêm, liều chống viêm em xin nhắc lại rất dễ nhớ khoảng 0,5 đến 1 mg trên kg cân nặng đúng không Và như vậy chúng ta tiêm khoảng 40mg uh, metin prednisolone và 6 đến 8 giờ chúng ta dùng lại một lần. Trong hồi sức cũng thế, hồi sức thì các thầy cũng quy định là gì? Là uh, giờ đầu có thể là cho ngay metin cũng được, tiêm tĩnh mạch 40 đến 80mg. Giờ thứ hai kiểm tra lại nếu không ổn mà nếu giờ đầu chưa cho có thể cho lại. Và sau đó 6 đến 8 giờ có thể lặp lại. Đấy như vậy đấy là cái cơ sở tại sao chúng ta cho tiêm corticoid uh, để uh, cho những cái trường hợp mà chúng ta cần cấp cứu uh, phế quản hoặc là đợt đợt cấp siêu PD thì các thầy cũng nói đây là sau một giờ nếu mà thấy ban đầu chúng ta ưu tiên giãn phế quản trước và nếu sau một giờ chúng ta thấy không có đáp ứng thì chúng ta sử dụng corticoid cái quýt với liều 1 mg trên kg cân nặng và chúng ta có thể đánh giá lại bệnh nhân cứ sau mỗi ba giờ, đánh giá lại uh, tí nữa em sẽ nói đến các anh các chị thấy phát đồ 2018 thì cái phát đồ mà của bộ y tế tập huấn mình tập huấn là theo phát đồ bộ y tế hay tập huấn tập huấn theo gâu của anh thành chắc phát đồ bộ y tế vẫn quan trọng đúng không ạ là yeah, cơ bản. Vậy vâng. thì trong phát đồ bộ y tế thì em có để ý em trích ra cái hình này là phát đồ xử trí sơ đồ xử trí uh, uh, đợt cấp của uh, của bệnh uh, của siêu thì các anh các chị để ý ở đây nó là như vậy là xử trí có corticoid, nhưng trong trường hợp này người ta đổi sang cọc ti uống. Đấy. như vậy người ta ưu tiên uống hơn là tĩnh mạch. phát đồ ngày xưa thì ưu tiên tĩnh mạch nhưng bây giờ người ta chuyển sang uống tí nữa em sẽ giải thích lý do tại sao. Đấy, như vậy là đấy là phác đồ xử trí trong hen và COPD em xin phép là dừng ở hen COPD và em không dám muốn dìu qua mắt thợ thêm nữa cái phần tiếp theo đấy, phần thứ ba em muốn cập nhật là dùng corticoid ở hồi sức ở hồi sức thì tất nhiên ở đây chúng ta không phải dân hồi sức hết đây, em có nhìn thấy một bác sĩ ở hồi sức thế này, này thế như vậy là gì là ở hồi sức thì có một cái hội chứng người ta gọi là hội chứng stress ở bệnh nhân nặng Hội chứng xét ở bệnh nhân nặng đấy là cái hội chứng có thể do can thiệp nhiều cái can thiệp khác ví dụ bệnh nhân sau mổ có những can thiệp ngoại khoa hoặc là bệnh nhân chúng ta cắm các cái các cái bệnh nhân mặc dù là hôn mê nhưng mà thực sự là người ta vẫn cảm nhận được những cái gì chúng ta xử lý trên người người ta. Thế thì cái hội chứng ấy về mặt lâm sàng về mặt xét nghiệm thì thấy rất lung tung nó thay đổi nó không đáng nó 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 không tương xứng gì cả về mặt lâm sàng thì huyết động không ổn định đáp ứng với kháng sinh kém rồi là viêm không rõ nguồn gốc Thế xét nghiệm thấy là tóm lại là các marker viêm vẫn tăng mà chúng ta dùng các phát đồ kháng sinh chúng ta thấy là nó cũng thế là cũng phổ rộng cũng tối đa rồi nhưng đáp ứng nó không như mình mong muốn sốt không rõ nguyên nhân đấy, tóm lại tóm lại nhiều khi có khi ngừng kháng sinh có khi lại hết sốt đấy thì uh, như vậy trong trường hợp đấy và hạ đường huyết thì trong trường hợp đấy tất cả những cái hội chứng những cái kết quả những cái, cái bất thường về mặt xét nghiệm và lâm sàng đấy người ta quy cho một cái hội chứng là uh, uh, suy giảm các ở bệnh nhân nặng đấy, do tuyến thượng thận của chúng ta giảm tiết corticoid Vậy chính vì thế thì nguyên tắc của người ta là gì? Là nếu bệnh nhân nặng, người ta hay làm nhất là trong sepsis Khi bệnh nhân có những khuẩn huyết Thì như vậy người ta thấy là gì? Là nếu chúng ta thêm corticoid, cái tổng kết là năm 2018 Là nếu chúng ta thêm corticoid trên số lượng bệnh nhân khoảng hơn 10.000 bệnh nhân Nếu chúng ta thêm corticoid thì nó làm giảm nhẹ tỷ lệ tử vong, giảm khoảng 7% Làm giảm được thời gian làm ICU, tăng tỷ lệ hồi phục sốc tăng tỷ lệ số ngày mà làm giảm số ngày bệnh nhân có suy đa tạng và có suy có suy tạng tác dụng phụ có gì đặc biệt không không thấy đặc biệt sợ nhất là tăng đường huyết đấy, như vậy đấy là kết quả tổng kết năm 2018 vậy các phác đồ người ta gợi ý là thế nào phác đồ người ta gợi ý phác đồ này là 2010 đấy là người ta nói là này nếu bệnh nhân không có điểm gì đặc biệt thì thôi không nhất thiết phải dùng corticoid còn nếu là sử bệnh nhân mà có sốt có trải qua một cái, một cái phẫu thuật nhỏ mà chúng ta có can thiệp mà có những cái triệu chứng gợi ý đến giảm uh, giảm tiết cortisol thì chúng ta cho qua có thể cho uống hoặc cho qua sông là 15 mg prednisolone một ngày. Đấy, hoặc là tính tương đương tức là nó tương đương khoảng 16 mg methylprednisolone. Và uh, sau đó nếu mà các triệu chứng lâm sàng mà đã được cải thiện thì uh, chúng ta uh, chúng ta uh, có thể giảm bắt đầu giảm dần liều sau khoảng một ngày khi mà các triệu chứng lâm sàng được cải thiện. Uh, cái trường hợp mà bệnh nhân nặng hơn những bệnh nhân mà có chấn thương hoặc trải qua những cục mổ lớn hoặc những bệnh nhân nằm ở, ở điều trị tích cực mà có những triệu chứng như trên thì chúng ta có thể sử dụng nhưng mà lúc này người ta không dùng pred nữa mà người ta dùng hydrocortisone tại sao người ta dùng hydrocortisone bởi vì hydrocortisone là cái mà nó gần nhất với cả hormone sinh lý và trong trường hợp đấy người ta dùng tiêm bắp hydrocortisone liều là 50 mg cứ 6 giờ người ta tiêm một lần và nếu các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện thì người ta bắt đầu giảm cứ ngày hôm sau là nửa liều ngày hôm trước sau đó người ta đến đời cắt corticoid quý và phác đồ cuối cùng dành cho bệnh nhân nặng nhất là phụ thuộc vào vận mạch khi phụ thuộc vào vận mạch thì lúc đấy chúng ta phải cũng dùng hydrocortisone nhưng phải tiêm tĩnh mạch chúng ta dùng liều là 5, 50 mg mỗi 6 giờ và có thể ở cái này nhà, nhà mình không có là kết hợp với corticoid khoáng là fluoroc fluorocortisone đấy. và uh, chúng ta điều trị như vậy trong vòng 7 ngày đấy là phác đồ ngày xưa đó. Nhưng uh, pháp đồ này thì bây giờ vẫn được dùng nhá, bởi trong hướng dẫn hồi sức thì uh, <laughs> được Bộ Y tế ban hành đấy thì vẫn có quy định là gì là trong trường hợp bệnh nhân có sốc kéo dài hoặc nguy ngờ uh, có suy tiến thận thì được phép sử dụng Hydroxyzine liều như lúc nãy chúng ta nói là 200 đến 300 mg một ngày và chia làm 3 đến 4 lần. Tuy nhiên, đấy, thế thì cái, cái 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 gần đây thì người ta cũng quan tâm nhiều đến những cái tổng kết này, tuy nhiên là gần đây cũng có những cái tranh cãi à, ví dụ một cái nghiên cứu lâm sàng ở đây nghiên cứu năm 2018 tháng 3 trên New England người ta làm một cái là gì người ta làm một cái trên số lượng uh, gần 4.000 bệnh nhân bệnh nhân có uh, sốc nhiễm trùng có thở máy và sử dụng hydrocortisone truyền liên tục với liều 200 mg một ngày và người ta dùng như thế 7 ngày so so sánh với placebo thì người ta thấy là thế này thì cái này người ta đặt hơi cao đó là làm, nó làm giảm không thấy làm giảm tỷ lệ tử vong ở cái nhóm dùng cọc quý, à, nhưng mà rút ngắn được thời gian thoát sốc à, như vậy tùy vào cái kỳ vọng của mình chúng ta cần mong muốn đấy, em nghĩ là cái ý kiến cá nhân em tất nhiên là tử vong là cái cao nhất chúng ta muốn làm giảm được tử vong nhưng thực sự để làm giảm được tử vong thì cũng tương đối khó đó. một thử nghiệm lâm sàng thứ hai cũng cùng năm đấy của các tác giả pháp cái thử nghiệm lần trước là thử nghiệm của úc và new zealand thử nghiệm lâm sàng thứ hai của các tác giả người pháp ở châu âu đấy thì như vậy là người ta làm hơn 1.200 bệnh nhân bệnh nhân có sốc nhiễm trùng sử dụng hydrocortisone với liều 50 mg mỗi 6 giờ nên là người ta tranh cãi rất nhiều giữa truyền liên tục và cái, cái cái, tiêm giãn đoạn kiểu như này kết hợp thêm với fluorocortisone qua sông dạ dày người ta cũng dùng 7 ngày thì kết quả là gì kết quả làm giảm từ tỷ lệ tử vong làm giảm tỷ lệ tử vong một cái 43%, một cái 49,1% có ý nghĩa thống kê là rút ngắn được thời gian vận mạch và số ngày suy đa tạng. Như vậy, y văn càng ngày càng cập nhật, đúng không ạ? Và thực hành, thực hành có thể sẽ thay đổi. À, thực hành tại thời điểm hiện giờ thì người ta nói là định là hướng dẫn cái hướng dẫn của hội uh, uh, hội, hội uh, cái hội uh, hội sức cấp cứu thế giới và hội hội sức cấp cứu châu Âu năm 2017 thì người ta có nói như này người ta không khuyến cáo sử dụng copicuit cho bệnh nhân người lớn có những quần huyết mà không có sốc. người ta quy định như thế. Và người ta nói là người ta khuyến cáo sử dụng copicuit ở những bệnh nhân có sốc những khuẩn mà không đáp ứng với bù dịch hoặc thuốc vận mạch ở với, với liều trung bình đến cao. Và người ta nói là nên sử dụng dài ngày và liều thấp. Liều thấp người ta ưu tiên là người ta sử dụng những cái liều ví dụ khoảng 200 300 mg một ngày và 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 chứ không phải là liều cao và ngắn hạn tức là người ta ưu tiên sử dụng là thời gian dài 7 ngày chứ người ta không sử dụng cái dùng lại liều cao và ngắn ngày đấy, là kết luận cái khuyến cáo năm 2017 Đấy, như vậy là có lẽ là nếu chúng ta cập nhật thông tin thì cái thực hành của chúng ta có thể thay đổi trong thời gian tới nếu mà những cái 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 kết quả này nó được công bố ờ, phần thứ ba em nói đến vấn đề tranh cãi hơn là có corticoid trong nhiễm trùng cái này cũng khó ở thực sự là nếu chúng ta trong nhiều bệnh lý nhiễm trùng các anh các chị cũng biết là chúng, nếu chúng ta không có cọc quýt thì nói chung cũng khó giải quyết vấn đề nó cứ lai dai nhưng nếu thực sự mà chúng ta mà cho cọc quýt mà khi mà lại hơn non tay một chút tức là khi mà nhiễm trùng của chúng ta nó chưa được kiểm soát tốt bằng bằng cái thuốc điều trị đặc hiệu bằng kháng sinh bằng kháng nấm hoặc kháng virus thì thực sự trong trường hợp đấy thì có khi lợi bất cập hại cái này thực ra câu hỏi này rất nghiêm túc ạ cách đây 10 năm 10 năm thì uh, uh, hội nội khoa Hoa Kỳ cũng đặt ra câu hỏi là trường hợp nào thì nên sử dụng corticoid trong nhiễm trùng và những trường hợp nào thì không nên sử dụng. Em xin tổng kết lại cái 10 cái cây năm 2008, cái đề 10 năm nhé Và sau đó 2018 hoặc uh, bây giờ tại thời điểm chúng ta nói sẽ có sự thay đổi. Tại thời điểm 2008 thì các người ta nói như này. Những trường hợp sau đây sử dụng corticoid là chắc chắn cần thiết bởi vì nó làm giảm tử vong. Là những trường hợp nào? Thứ nhất là lao màng não uh, viêm màng não do vi khuẩn thứ hai là lao màng não thứ ba là lao màng tim thứ tư là sốt thương hàn thứ năm là uốn ván đấy, như vậy trong trường hợp đấy là những cái trường hợp mà hoặc là bệnh nhân bị bị nhiễm uh, cái con mà uh, tự nhiên em quên tên pcp cái con mà chúng ta hay gặp ở trong một uh, uh, cái con nhiễm trùng uh, cơ hội mắc phải uh, cơ, cơ hội ở bệnh nhân hivs thì những trường hợp đấy là chúng ta dùng có cái quýt là uh, ở mức độ trung bình hoặc mức độ nặng là những trường hợp đấy là cải thiện được tử vong trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai là dùng corticoid thì không cải thiện tử vong nhưng ít nhất nó đem lại về hiệu quả lợi ích về mặt lâm sàng rõ rệt trường hợp đấy là viêm khớp uh, viêm khớp do vi khuẩn uh, trường hợp thứ ba là trường hợp vẫn dùng được không giải quyết về mặt gọi là hiệu quả lâm sàng gọi là dài hạn nhưng ít nhất giải quyết được triệu chứng thì rất nhiều bệnh trong trường hợp đấy kể cả pet kể cả uh, rồi là ví dụ như là uh, viêm phổi nhưng mà viêm phổi tại thời điểm đó người ta nói là viêm phổi không điều trị tại không phải viêm phổi nặng à, thì trường hợp này là 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 dùng là cải thiện được rồi à, và trường hợp viêm họng rồi các thứ là ở phía dưới nó không liên quan chuyên khoa mình em không có trình bày dưới đây rồi trường hợp thứ tư trường hợp thứ tư và trường hợp thứ năm hai trường hợp đỏ và trường hợp và 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 da cam đấy là cảnh báo là những trường hợp sau đây là dùng là không có hiệu quả ví dụ viêm phế quản cấp cái này nhà nhà mình hay bị vướng đúng không ạ thứ hai là uh, sốt, uh, sốt sốt xuất huyết thứ ba là ho gà uh, thứ tư là viêm phổi cộng đồng nhưng mà viêm phổi cộng đồng nặng nhưng mà cái quan điểm này nó thay đổi theo thời gian nhé đấy, như vậy là đấy là trường hợp thứ tư và trường hợp cuối cùng điều trị thậm chí không không có lợi ích gì mà thậm chí còn gây hại cho bệnh nhân một là viêm gan virus và hai là uh, sốt rét thể não đấy thì như vậy đấy chính là uh, là, là là cái tổng kết năm 2018 Vậy quan điểm nó thay đổi đúng không ạ? À, ở đây em xin nêu ra dẫn chứng có mấy trường hợp sau về các bệnh lý nhiễm trùng. Trường hợp thứ nhất là trong lao. Trong lao thì các anh các chị cũng biết là mà chúng ta có một cái hội chứng trong lao và HIV chúng ta có một hội chứng người ta gọi là hội chứng phục hồi đáp ứng miễn dịch. Phục hồi đáp ứng miễn dịch khi mà chúng ta sử dụng các thuốc chống lao hoặc các thuốc kháng uh, virus HIV, ARV đấy, nó có hiệu quả thì hệ miễn dịch của bệnh nhân nói chung là được phục hồi và nhưng mà được phục hồi một cách quá mức và nó gây ra những cái đáp ứng viêm mạnh uh, nó đứng đủ đứng, toàn thân hệ thống cho bệnh nhân và lúc đấy trong trường hợp đấy thì nó thường xuất hiện từ tuần thứ hai đến từ tuần thứ 8 nếu chúng ta đáp ứng tốt với thuốc bệnh nhân đợi chúng ta đáp ứng tốt với thuốc vì vậy người ta có khuyên là thế này trong trường hợp nặng chúng ta có thể cân nhắc sử dụng cân nhắc sử dụng corticoid ở mức liều 0,5 mg trên kg cân nặng và và chúng ta điều trị trong vòng thời gian ngắn ngày thôi có thể tối đa là 21 ngày đấy, như vậy thì nó làm có thể làm giúp làm giảm tỷ lệ tử vong đặc biệt là làm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân lao ngoài phổi tuy nhiên thì em cũng không biết là tí nữa thì em xin ý kiến thêm các thầy thì như vậy là người ta cũng chưa có hướng dẫn thực hành cụ thể về tổng hợp y văn thì người ta thấy thế này là như ở những bệnh nhân lao mảng não thì thấy rõ ràng nhất tổng kết trên một khoảng hơn 1.300 bệnh nhân nó giảm 25 nguy cơ tử dùng corticoid làm giảm 25% nguy cơ tử vong không làm thay đổi di chứng thần kinh không có sự khác biệt về biến cố bất lợi, tóm lại về bất lợi chưa thấy gì đặc biệt cả. Và uh, tuy nhiên, nếu mà đồng nhiễm với HIV trong trên la màng não mà đồng nhiễm HIV thì chưa dám có kết luận bởi vì cỡ mẫu số lượng bệnh nhân là tương đối nhỏ. Đấy là những cái gì mà có được ở trong IVA. Rồi. Trường thứ hai em muốn trao đổi là viêm phế quản. Viêm phế quản cái này chúng ta hay bị lẫn, tức là chúng ta hay có chỉ định cọc thì quýt viêm phế quản thì các anh các chị biết là nhìn chúng ta nhìn thấy ở trong phát đồ bộ y tế thì chả có còn cái quýt không có còn cái quýt đúng không ạ ờ, nó chỉ có mấy cái thuốc là điều trị triệu chứng thôi thế còn là và giãn phế quản thôi còn nếu cần thiết thì mà chúng ta nghi ngờ có có những khoản để chúng ta cho, cho kháng sinh Đấy, tại sao hướng dẫn của bộ y tế uh, lại hướng dẫn như vậy thực ra nó có bằng chứng trẻ con dưới 2 tuổi viêm phế quản các anh các chị cho hay không cho kháng sinh không cho còn cái quýt tỷ lệ nhập viện để cho trẻ con và trẻ nhỏ nó làm tỷ lệ nhập viện là như nhau thời gian điều trị nội trú là như nhau vậy tóm lại cho cọc thi quý trong trường hợp đấy chúng ta nghĩ là nó có viêm viêm thì phải cho hạ cọc thi quý nhưng thực sự nó chưa giúp ích gì cho bệnh nhân cho bệnh nhi duy nhất một trường hợp người ta cho đó là siêu ớp. viêm với quản nặng có nguy cơ siêu hấp thì bắt buộc phải có cọc thi quý và chúng ta dùng vẫn dùng là metinpenzolon liều 1 đến hai mg trên kg cân nặng đấy như vậy chúng em thấy là đa phần trường hợp bệnh nặng thì cái vai trò của corticoid nó mới thể hiện rõ và chính vì thế nó lại làm thay đổi quan điểm điều, điều trị viêm phổi chúng ta biết là viêm phổi cộng đồng thì uh, chúng ta là chúng ta có phản ứng viêm đúng không ạ và viêm thì phải chọn thì chúng ta nghĩ cho corticoid nhưng mà cái tổng kết 2008 cách đây 10 năm thì người ta nói là là viêm phổi cộng đồng mà cho corticoid thì chỉ cho những trường hợp nhẹ không tức là không phải mức độ nặng không phải vào ICU còn trường hợp mà phải vào ICU điều trị viêm phổi cộng đồng tức là ví dụ phải thở máy chẳng hạn thì uh, là điều trị lại không đem lại lợi ích, không đem lại lợi ích rõ ràng. Nhưng quan điểm thay đổi, quan điểm thay đổi. Uh, người ta tổng kết 2015, 2015 người ta tổng kết uh, 12 thử nghiệm lâm sàng với gần 2000 bệnh nhân. Người ta thấy là gì? Dùng quýt thì không, chưa giảm làm giảm được tử vong. Em nghĩ giảm tử vong tương đối khó. Tuy nhiên nó làm giảm nguy cơ thở máy, làm giảm nguy cơ ARDS và nó rút ngắn thời gian điều trị tác dụng không mong muốn thì chủ yếu liên quan tăng đường huyết có mỗi cái tăng đường huyết là cái ngại và trong tổng kết này thì người ta mới phân tích người ta thấy là gì là nó chỉ làm giảm nguy cơ tử vong ở nhóm bệnh nhân viêm phổi nặng chính vì thế người ta làm một cái nghiên cứu lâm sàng rất cẩn thận năm 2015 cũng 2015 cuối năm người ta làm một nghiên cứu lâm sàng mà trên bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng nhưng mà người ta làm chúng em thấy là hay cái này là corticoid chúng ta giả chúng ta nghĩ trong đầu về mặt logic nó sẽ hiệu quả tốt nhất nếu những bệnh nhân có đáp có phản ứng viêm cao tức là CRP trên 15 mg trên decilit à, người ta sẽ chọn vào đây trong cái thử nghiệm lâm sàng này là những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng có phản ứng viêm ở mức độ cao CRP là 150 mg trên lít tức là 15 mg trên decilit đấy tại thời điểm nhập viện người ta cho chủ trương người ta cho dùng sớm người ta cho dùng trong vòng 36 giờ sau khi nhập viện tức là gần như đồng thời với kháng sinh luôn và người ta cho dùng là methylprednisolone truyền tĩnh mạch 0,5 mg trên kg cân nặng mỗi 12 giờ và người ta cũng chỉ điều trị thế này 5 ngày thôi kết quả là thế nào kết quả nó làm giảm tỷ lệ thất bại điều trị thất bại điều trị bao gồm tiến triển sốc chỉ định thở máy tử vong một cái nhóm là 13% một nhóm là 31% tác dụng phụ không khác không có gì đặc biệt không thấy khác có gì đặc biệt giữa hai nhóm vì thế gần đây y văn nếu các anh các chị đi hội nghị hoặc là đấy chúng ta thấy cái vai trò của cái trong viêm phổi cộng đồng chúng ta thấy là nó nó thay đổi năm 2017 tổng kết trong cốc Kênh thì người ta thấy việc làm trên người lớn thì bổ sung cọc cái quýt làm giảm rõ rệt nguy cơ tử vong nó giảm được khoảng ở đây là 42 phần trăm và người ta cứ tính là 18 trường hợp điều trị bằng gọc cái quýt trong viêm phổi cộng đồng nặng ở người lớn thì giảm được một trường hợp tử vong đấy, em nghĩ là cái số lượng này tương đối lớn giảm nguy cơ thất bại sớm rút ngắn thời gian khỏi lâm sàng thời gian làm viện thời gian làm ICU vân 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 Đã, các biến chứng khác trẻ con thì giảm được nguy cơ thất bại sớm nhưng chưa giảm được tử vong tác dụng phụ chủ yếu là tăng đường huyết như vậy đấy là tổng kết ở cốc lên năm 2017 vì vậy có một số tác giả người ta gợi ý như này một cái lưu đồ để cho cái thực hành của mình nếu mình nhận bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng vào viện thì chúng ta kiểm tra mức độ xem mức độ nặng của nó nó mức độ nặng hay không chúng ta bù dịch chúng ta cho kháng sinh chúng ta cho thở máy vận mạch các thứ vân vân nếu cần điều trị kháng sinh quan trọng rồi và người ta kiểm tra tiếp nếu CRP của chúng ta từ 15 mg trên đề trở lên và kiểm tra không có chống chỉ định với corticoid thì lúc đấy người ta cân nhắc cho Pháp đồ corticoid như lúc nãy em nói là 0,5 mg trên kg cân nặng mỗi 12 giờ và người ta cho 5 ngày đấy và luôn luôn đánh giá lại bệnh nhân để xem cần có cần điều chỉnh hay không rồi về mặt hướng dẫn điều trị thì thực ra là nghiên cứu nó hơi mới mà em thấy nó cũng cãi nhau nhiều nên là chính vì thế nên là hướng dẫn được của cái dân hồi sức thì người ta nói này dân hồi sức thì ý kiến của các chuyên gia thì người ta nói là những bệnh nhân nào có viêm phổi cộng đồng nặng và có sốc thì nên được được kiểm được được xử lý theo thực hành hiện tại việc bổ sung có thể chúng ta coi như là một cái phác đồ bổ sung bao gồm uh, corticoid toàn thân nên được dự trữ cho những bệnh nhân mà có viêm phổi cộng đồng nặng và sốc mà và mà nó cứ kiểu nó không đáp ứng Đấy, có, có sốc mà nó không đáp ứng Hoặc là những bệnh nhân có Đáp ứng viêm toàn thân cao Và đáp ứng viêm toàn thân để được xác định qua Xét nghiệm CRP Đấy là hướng dẫn của của Không phải là hướng dẫn mà nó là đồng thuận Của các chuyên gia hồi sức ừ, Hướng dẫn của hội hồi sức châu Âu Hướng dẫn lúc nãy chúng ta nói đấy Thì người ta nói là gì Là có thể sử dụng cọc cái quýt 5 đến 7 ngày Với liều như lúc nãy chúng ta nói là Nhỏ hơn 400mg hydrocortisone tính mạch Ở bệnh nhân nhập viện điều trị với chẩn đoán là viêm phổi viêm phổi cộng đồng. nặng. Tuy nhiên Việc cái hướng dẫn năm 2000 2019 của viêm phổi cộng đồng của Hoa Kỳ. Cái đây khoảng một tháng đấy thì chúng tôi chưa khuyến cáo sử dụng thường chúng tôi không khuyến cáo không sử dụng thường quy cọc ít ở những bệnh nhân không có tức là viêm phổi cộng đồng không ở mức độ Đấy, còn cái mức độ nặng người ta không nói gì thêm đấy, thì đấy là cái hướng dẫn hiện nay tại thời điểm hiện tại vì vậy thì phần này chúng ta cũng phải cập nhật thêm thông tin để chúng ta có thể áp dụng cho thực hành như cái lưu đồ lúc nãy chúng em nghĩ phân loại bệnh nhân rất cẩn thận đúng không ạ xem và, đặc biệt bệnh nhân ICU và, và mức độ phản ứng viêm ở mức độ cao có thể có thể được hơn nhận được lợi ích của uh, sử dụng corticoid. Rồi. Như vậy em đã qua cái phần mà phức tạp nhất Đấy là để phần em muốn trao đổi cái góc cái cái nhìn của em về về cái đọc, đọc hướng dẫn điều trị là dùng thuốc thế nào uh, để trong thực hành lâm sàng về các cái phần chuyên khoa khác nhau trong cái phần uh, các cái phần bệnh lý khác nhau trong chuyên khoa của mình về dùng có cái quý và em biết là thực ra còn nhiều nữa nhưng em không dám đi xa hơn nữa bởi vì thực ra tất cả các khoa trong bệnh viện các chuyên khoa khác nhau đâu đó chúng ta đều phải sử dụng có cái quý hết hết nên là em xin phép dừng cái phần em chỉ chọn ra những cái phần quan trọng nhất thôi để chúng ta em trình bày còn lại cái phần trao đổi thì tí nữa chúng ta có thể trao đổi thêm sau phần cuối cùng của bài thì em sẽ trao đổi về phần tác dụng phụ cái phần này cũng là phần quan trọng thực ra chúng ta biết là chúng ta dùng nó nó sẽ rất hiệu quả có những cái nó giúp giải quyết những vấn đề khó nhưng uh, chúng ta phải hết sức lưu ý cái điểm này để chúng ta tránh những cái tai biến mà liên quan à có khí quý thì điểm đầu tiên em xin phép khẳng định với, cái, với mọi người là có hai điểm cần nhớ liên quan à tác dụng phụ của quý Một là liều chúng ta dùng, và hai là thời gian chúng ta dùng và nhiều khi thời gian dùng quan trọng hơn là liều như vậy tác dụng phụ của corticoid phụ thuộc vào liều sử dụng và phụ thuộc vào thời gian sử dụng vì thế khi dùng corticoid các bác sĩ nhớ cho em cái bảng này bảng này là bảng các mức liều của corticoid và các mức liều ở đây người ta chia làm 5 mức liều tất cả mức liều ở trong bảng này thì tính theo prednisolone à, prednisolone. Nhưng mà hoàn toàn mình có thể quy cái bảng này thành tức là với các cọc tích quý khác quy rất đơn giản thôi. 20 ở chúng ta hay dùng là metin press là 4. Đấy, chúng ta thấy là cái bảng này rất dễ dùng vì nó là cái, nó là bội số của cái các cái hàm lượng mà mình đang dùng. 4 mg metin press thì bằng 5 mg press bằng 20 mg hydrocortisone bằng 0,75 mg dexamethasone vân vân vâng, vâng. Đấy, như vậy mình không có cái này thì mình đang dùng cái này mà mình mình không 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 có prednisone thì mình có thể quy ra được. Vậy quay lại bảng này. À, liều mà chúng người ta gọi là liều sinh lý, liều sinh lý là bằng cái liều mà cơ thể của mình tiết ra cortisone hàng ngày là liều thấp. Liều ấy là liều tính theo methylpred, em cứ tính theo methylpred cho dễ là 8 mg một ngày trở xuống. Vậy nếu dùng liều từ 8 mg một ngày trở xuống methylpred mà không dùng quá dài ngày thì thực sự chúng ta không phải băn khoăn suy nghĩ gì về việc ảnh hưởng đến tuyến thượng thận à, như vậy đấy là cái mức liều đầu tiên nhưng mức liều này chưa phải là mức liều chống viêm à, mức liều thứ hai là mức liều người ta gọi là mức liều trung bình mức liều trung bình chúng ta hay dùng nhất là dao động từ 8 đến 32 mg tính theo metinprednisolone à, như vậy là mức liều mức liều chống viêm của chúng ta chúng ta nhớ là từ 0,5 đến 1 mg trên kg cân nặng à, như vậy chúng ta hay dùng cái mức liều thứ hai là mức liều trung bình này và nếu mà dùng mức liều trung bình này là tuyến thượng thận đã nghỉ làm việc rồi có thằng nó làm việc thay nó mình đưa từ phía bên ngoài vào nó nghỉ làm việc và như vậy nếu chúng ta dừng thuốc mà lại dùng thời gian đủ dài dừng thuốc chắc chắn phải giảm điều. đấy là cái điểm thứ hai điều thứ ba đến mức liều thứ ba chắc là chúng ta không dùng mấy là mức liều cao thậm chí mức liều rất cao trong chấn thương tùy người ta mới sử dụng đấy, thì, hoặc là trong điều trị những cái như điều trị nhịp ví dụ mức liều đến một gam một ngày là vẩy nến hoặc lupus ban đỏ hệ thống là những cái trường hợp đấy là mức liều chúng em nghĩ là chuyên khoa của chúng ta không sử dụng nhiều. đấy thì đấy là uh, cái bảng phân liều về corticoid để chúng ta nhớ cái bảng đấy để chúng ta biết là chúng ta đang dùng ở mức liều nào. rồi vậy điểm tiếp theo phải nghĩ là đã phân liều corticoid thì chúng ta suy nghĩ tiếp là dùng liều cao corticoid có hơn liều thấp corticoid hay không? câu hỏi câu trả lời chưa chắc. ở đây tổng kết trong hên với quản đấy. trong hên với quản nếu người ta sử dụng liều Tức là liều từ 80mg một ngày trở xuống Với liều cao Với liều cao Là trên 80mg một ngày Thì trong đợt điều trị hai với quản cấp Người ta tổng kết lại chả khác nhau gì Cả hai nhóm chả khác nhau gì về chức năng hô hấp cả Và tóm lại là anh có tham dùng liều cao Thì anh cũng không cải thiện thêm cho bệnh nhân Rồi Cái, cái câu hỏi thứ hai Dùng dài hơn có hiệu quả hơn dùng ngắn ngày hay không? đây là đường toàn thân nhé em không nói đường tại chỗ nhé dùng đã, dùng dài hơn hiệu quả chưa chắc đã hơn dùng ngắn ngày người ta làm với COPD đợt cấp COPD đợt cấp người ta so sánh bệnh nhân dùng từ 5 đến 7 ngày trở xuống với bệnh nhân dùng 10 đến 14 ngày dùng đường toàn thân em nói đang dùng đường toàn thân không phải xịt nhé thì trong trường hợp đó hiệu quả lâm sàng hai nhóm không khác nhau đấy như vậy đấy là điểm thứ ba phải để ý à, trong uh, dùng dùng uh, điểm thứ hai để ý là dùng dài hơn hiệu quả chưa chắc đã hơn hơn dùng ngắn cái đấy đúng cả trong hen về phế quản và đúng cả trong COPD hen phế quản đây người ta dùng đây ví dụ như là người lớn uống năm 5, prednisolone prednisol năm 5 ngày với 10 ngày hiệu quả như nhau trong đợt cấp câu hỏi cuối cùng cần phải lưu ý với cả cái phần tác dụng phụ này trước khi đi vào những phần tác dụng phụ chính dùng tĩnh mạch có hơn dùng uống hay không chưa chắc nhé chắc chắn bệnh nhân không ăn uống được thì chắc chắn ưu tiên về tiêm tĩnh mạch. Nhưng nếu bệnh nhân mà có vấn đề ăn uống không có vấn đề hấp thu không có vấn đề gì đặc biệt, bệnh nhân dùng đường uống được, người ta làm thử trên trẻ con tiêm tĩnh mạch và uh, metinprat và uống tĩnh mạch uh, uống metinprat liều giống hệt nhau, bệnh nhân chạy bệnh nhi vào cấp cứu là hen phế quản, thì trong trường hợp đấy sau uh, người ta đo lại người ta đo lại chức năng thông khí sau 4 giờ hai nhóm không có gì khác biệt như vậy. Và có lẽ là cái cái mà chúng ta vẫn tin là chúng ta đường tĩnh mạch chắc chắn hiệu quả hơn đường uống nhưng đúng là nếu mà giả sử không có gì đặc biệt thì đường uống không khác đường tĩnh mạch và chính vì vậy thì các anh các chị có nhớ là trong cái đợt cấp COPD cái phát đồ xử trí đấy cái phát đồ xử trí thì như vậy là gì là ngày xưa là các thầy nói là tiêm tĩnh mạch nhưng phát đồ năm 2018 đã chuyển cái đấy sang đường uống em không biết gâu có gặp nhà theo gâu hay không em cũng chưa kịp đối chiếu nhưng có lẽ là xuất phát từ cái việc mà người ta so sánh kể cả phần nghiên cứu lâm sàng năm 2007 là nghiên cứu trực tiếp nhá so sánh cái đường uống với đường tiêm tĩnh mạch và tổng kết lại năm 2014 ở trong Cochrane thì người ta thấy thực sự là đường uống với đường tiêm tĩnh mạch trong đợt cấp COPD là là không khác biệt về mặt hiệu quả đấy, như vậy đấy là ba điểm quan trọng nhất để suy nghĩ một là liều dùng liều nào cao hay thấp hai là gì hai là dùng thời gian dài hay ngắn ba là dùng đường gì đấy. tiếp theo thì em sẽ trao đổi về tác dụng không mong muốn của corticoid Hình này là hình em thủy cười. Hình này là hình điển hình khi học về dược lý của corticoid đúng không ạ? Và chúng ta được dọa dẫm rất nhiều thứ đúng không ạ? Từ toàn thân từ từ đầu đến chân là chỗ nào cũng có thể chịu tác dụng phụ của corticoid. Cái này thì cũng đơn giản thôi bởi vì thực ra là tác dụng phụ của corticoid là tác dụng nhiều khi liên quan tác dụng dược lý của nó. Đúng không ạ? Tác dụng sinh lý và tác dụng dược lý của nó. Để đã dùng là nhiều khi phải chấp nhận có những tác dụng phụ đấy. Nhưng trên thực tế theo các anh chị, bệnh nhân hay gặp tác dụng phụ nhiều gì nhiều nhất? mình thì mình cứ tưởng là mình cứ mình cứ nghĩ là có những cái quan trọng nhưng thực sự là có cái đây là những cái mà cái gì bệnh nhân nói là cái gì bệnh nhân nói là cái mà là chính xác nhất chứ bác sĩ chúng ta cảm nhận chứ chắc là đúng đâu à, bệnh nhân là những người trực tiếp người ta dùng thuốc và ở đây là người ta mô tả lại người ta hay gặp tác dụng phụ gì nhiều nhất khi dùng corticoid dài ngày thứ nhất là người ta gặp rối loạn giấc ngủ cái này mình không để ý đến corticoid có tác dụng kích thích thần kinh trung ương đúng không ạ và nó nó gây mất ngủ nó gây ảo giác nó gây tức đó lại nó ảnh hưởng cả thần kinh đến tâm thần và nhiều khi trong nhiều trường hợp chúng ta kê cọc cái quýt đường toàn thân nhiều khi phải kê thêm an thần cho bệnh nhân đấy, có cái chúng ta hay bỏ qua nhất bệnh nhân hay gặp nhất là dối loạn giấc ngủ dối loạn thứ hai đấy, đi kèm dối loạn giấc ngủ là dối loạn khí sắc người ta thay đổi tính khí có bản hơn nó tóm lại nó dễ xúc động dễ đó là nó nhạy cảm hơn rất là nhiều đấy là cái tác dụng thứ hai tác dụng phụ thứ ba là cảm giác mỏng ở trên da cái này không mô tả được phải uống mới biết được đúng không ạ lại uống mới biết được cảm giác mỏng ở trên da nhớ là nó có tác dụng chống liền sẹo chống tân tạo nhé Đó. tác dụng phụ thứ tư thì rất rõ là lên cân tăng cân đúng không ạ đặc biệt ngại cho phụ nữ và đặc biệt ngại cho những bệnh nhân về à, tim mạch tiếp theo mới là à, cái này là trứng cá kể cả những người không phải tuổi dậy thì rồi à, độc tùy tinh thể tăng nhãn áp cái này nhiều khi chúng ta bỏ qua mất À, tăng đường máu kể cả những trên những bệnh nhân mà không có đái tháo đường và ở à, cuối cùng là loãng xương và gãy xương đấy đấy là những cái tác dụng phụ mà người ta bệnh nhân trực tiếp người ta mô tả người ta gặp những cái người ta gặp và người ta ngại những cái đấy nhất vì vậy trong những cái tác dụng phụ mà liệt kê đầy đủ ở đây thì em chỉ chọn ra mấy cái tác dụng phụ quan trọng để chúng ta phân tích với nhau thôi và không phải cái gì chúng ta cũng phải ngại hết đúng không ạ à, tác dụng phụ đầu tiên chúng ta phân tích đó là suy thượng thận suy thượng thận thì chúng ta biết là gì ạ là cái triệu chứng của nó rất là lung tung Tức là nó lâm sàng của nó không đặc hiệu Đấy Tim mạch, rồi huyết áp, rồi đau thượng vị Sốt không rõ nguyên nhân Tóm lại nó bị lùng cùng Cái này thì chúng ta biết cơ chế của nó rồi Là khi mà chúng ta sử dụng cọc cái quý Thì như vậy tuyến thượng thận của chúng ta không hoạt động nữa Và nếu chúng ta ngừng cọc cái quý Thì như vậy tuyến thượng thận nó, nó Nó ẻ hoài, nó không khởi động lại được Và sợ nhất là nó không khởi động lại được Thì lúc đấy thì uh, nó gây ra suy thượng thận cấp vì vậy thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta hình dung là nguyên nhân của nó là gì và xử trí ra sao thì uh, như vậy nguyên nhân uh, cái, cái yếu tố làm tăng nguy cơ suy thận thận thứ nhất là thời gian điều trị corticoid và em xin nhấn mạnh là thời gian quan trọng hơn liều thời gian mà sử dụng càng dài thì nguy cơ suy thượng thận càng lớn chính vì thế người ta quy định là nếu anh dùng thời thời gian mà từ 3 tuần trở lên với mức liều mà trên mức liều sinh lý là anh đã phải giảm liều rồi đấy, như vậy trong trường hợp đấy nếu anh dùng ngắn anh dùng ngắn mà liều không phải cái mức liều 1 gram hay gì đấy chắc nhà mình không dùng những loại đấy thì trong trường hợp đó chưa chắc chúng ta dùng thuốc chúng ta đã phải giảm liều đấy, nhưng mà cái thời gian sử dụng thuốc quyết định rất nhiều đến cả ảnh hưởng đến tuyến thượng thận vậy yếu tố đầu tiên là thời gian yếu tố thứ hai là tiêm thì dễ hơn uống uống dễ hơn dùng dùng tại chỗ đấy, như vậy lúc nãy người ta mới nói cân nhắc uống mới tiêm như thế thứ ba là anh nào mà tác dụng kéo dài như đề sa metazone thì dễ bị suy thượng thận hơn những anh tác dụng ngắn lúc nãy đầu buổi mình cũng nói là mình cũng không, không ưu tiên trừ những trường hợp rất đặc biệt mới dùng những cái loại đề xa với beta metazone thứ tư là nếu anh nào chia nhỏ liều chia nhỏ liều thì uh, những những cái trường hợp đấy là thì nó dễ bị hơn là dùng liều duy nhất chính vì thế là người ta thường dùng một lần một ngày và cuối cùng là suy thượng thận dễ gặp vào nếu dùng vào buổi tối hơn là buổi sáng nhưng mà người ta nói là này bây giờ trong cơ xương khớp cái này chưa áp dụng cho hen nhé em không biết là người, người ta gọi là dược lý thời khắc Người ta sẽ bổ sung một liều sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ có cái quýt để điều trị viêm khớp dạng thấp. Mình chưa nghe này đúng không ạ? Em, em, nghe đấy hồi trước em chạy đây một năm em nghe thế này, xong em phải đi tìm em đọc. Thế mới thấy là thực sự là nó có cơ sở của nó. Đấy, như vậy là nếu chúng ta bổ sung liều thấp với liều sinh lý sẽ giúp giải quyết các triệu chứng về mặt ban đêm khi nồng độ corticoid của chúng ta rơi xuống thấp nhất. Đấy, thì lúc đấy chúng ta cần thuốc để 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 nhưng mà không phải liều quá cao nhá ở mức liều sinh lý thông thường là khoảng 5 mg tính theo prednisolone Đấy, thì lúc đấy người ta sẽ bổ sung vào cái đấy mới áp dụng cho viêm khớp dạng thấp em xin lỗi em chưa đọc xem là hen với khoản hay hay những cái bệnh lý như kiểu hô hấp của mình về nguyên liệu người ta có tiền tới áp dụng hay không rồi đấy như vậy yếu tố cuối cùng là suy thận thận sẽ dễ gặp hơn tất nhiên là nếu chúng ta địa điều, điều, dùng liều điều trị nếu chúng ta dùng buổi tối so với cả buổi sáng vì vậy cách thức xử lý của chúng ta là thế nào Cách thức xử lý của chúng ta là chúng ta trước khi dùng thuốc thì chúng ta phải giảm liều. Nhưng lúc nãy mình vừa trao đổi rồi, nếu thời gian dùng mà dưới 2 đến 3 tuần thì việc giảm liều gần như không có ý nghĩa, trừ khi liều chúng ta dùng quá cao thôi. Đấy, thế như vậy là nếu ở các cái mức liều chống viêm bình thường thì chúng ta không cần giảm liều. Rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng thời gian từ liều từ 3 tuần trở lên và mới mức liều mà trên liều sinh lý là bắt buộc phải giảm liều. Đấy. Và giảm liều người ta nói như nào? bảng phía sau em có một cái bảng giảm liều nhưng em thấy bảng giảm liều đấy nó hơi phức tạp nó không áp dụng cho thực hành nhà mình là nó phải dựa vào xét nghiệm kết quả xét nghiệm cái đấy là chính xác nhất dựa vào xét nghiệm cortisol nhưng mà em thấy là như này có lẽ cái cách mà chúng ta vẫn làm đó là nguyên tắc giảm liều là gì nguyên tắc giảm liều là sau khoảng 3 đến 4 ngày chúng ta giảm mức liều khoảng 30 mươi đến năm mươi đấy, đấy là cái, cái 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 nguyên tắc mà chúng ta đã được học đấy là nguyên tắc giảm liều nhưng người ta nói là giảm liều đấy là nguyên tắc chung nhưng lại phải phải phụ thuộc vào liều ban đầu chúng ta sử dụng, thời gian chúng ta sử dụng và đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân, tức là mức độ phụ thuộc corticoid của bệnh nhân. Đấy, nên là em thấy là người ta đưa ra một cái nguyên tắc rất là khôn như thế này là là người ta chỉ dặn mình là không khuyên không nên giảm liều quá nhanh. Bởi nếu giảm liều quá nhanh thì bệnh mình đang phụ thuộc corticoid mà nếu giảm liều quá nhanh thì các triệu chứng nó sẽ quay lại nhưng người ta cũng khuyên là không nên giảm liều quá chậm bởi vì nếu giảm liều quá chậm thì nguy cơ tai biến tăng lên đấy thì người ta đưa ra một nguyên tắc như thế vì vậy thì em xin để lại cái bảng đằng sau thì em thấy nó không có ý nghĩa nhiều lắm bởi vì thực sự là nó nó phải chỉnh liều theo nồng độ corticoid để nếu anh chị nào cái này thì em nghĩ chỉ có ý nghĩa nếu thực sự nếu chúng ta dùng dùng dài quá dài ngày corticoid và bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn corticoid rồi điểm cuối cùng em lưu ý trong phần suy thượng thận là nếu bệnh nhân nào đã phải giảm liều trong vòng một năm sau đó nếu bệnh nhân phải đi mổ hoặc là những bệnh nhân phải nằm hồi sức nếu vì lý do nào đó mà phải 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 ở uh, nằm uh, đi mổ hoặc nằm hồi sức tức là bệnh nhân lại chịu một cái stress ở bệnh nhân nặng thì những bệnh nhân đấy bắt buộc phải bổ sung hydrocortisone như vậy đấy là nguyên tắc uh, cuối cùng để chúng ta lưu ý liên quan suy thượng thận. tác dụng phụ thứ hai là nhiễm khuẩn chúng ta biết là corticoid thì ức chế miễn dịch đúng không ạ và nếu chúng ta dùng dài ngày thì nguy cơ nhiễm khuẩn tăng lên vì vậy thì người ta cũng khuyên là như thế này là người ta cũng khuyên là nếu người già thì chúng ta có thể phải tiêm vaccine ví dụ như cúm hoặc là vaccine phế cầu đấy hoặc là chúng ta phải sàng lọc lao cho những cái bệnh nhân mà sử dụng các cái corticoid mà dài ngày đấy là nguyên tắc rồi. và khi sử dụng corticoid thì nếu gặp nhiễm trùng thì chúng ta hình dung là chúng ta dễ gặp vi khuẩn kháng thuốc hơn đúng không ạ à, và cái mà chúng ta người ta ngại nhất khi mà dùng có khí quyết dài ngày là nguy cơ nhiễm trùng quần mù xanh Đấy, đặc biệt trên những cái cơ địa chúng ta ví dụ viêm phổi vợ nhập viện chẳng hạn thì những bây giờ ở nhập viện chúng ta phải kiểm tra nhiều yếu tố có dùng kháng sinh trước đó hay không có nhập viện trước đó hay không thì có lọc máu hay không nhưng có một yếu tố đây là gì là có dùng điều trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch hay không Đấy, và nếu giả sử mà chúng ta kiểm tra mà nếu bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch cơ địa suy giảm miễn dịch ở đây ví dụ dùng corticoid dài ngày ví dụ sơ gan nghiện rượu vân 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 những trường hợp đấy nếu chúng ta cho kháng sinh thường phải thế nào thường phải mạnh tay hơn so với cả những bệnh nhân khác cùng là viêm phổi thì thông thường những trường hợp như thế em khuyên là chúng ta cần phải chấn, phải chống thực khuẩn mùi xanh hồi trước chúng ta cũng đã trao đổi về bài trong bài kháng sinh rồi thì phát đồ mà để tiếp cận tối thiểu em dùng là cetazidine kết hợp với levofloxacin đấy là nhẹ nhàng nhất nhé là hai kháng sinh chống chỉ khuẩn mùi xanh. Còn lại nếu trong trường hợp tùy mức độ nặng hơn và nguy cơ kháng thuốc hơn thì có thể ở mức độ còn cao hơn nữa. Ví dụ đẩy cái kháng sinh cao hơn ceftriaxone chúng ta có piperacillin-tazobactam hoặc là imi hoặc là meropenem. Thì như vậy đấy là đấy là cái phác đồ cái điểm thứ ba mà chúng ta cần lưu ý. Đấy, những bệnh nhân dùng các khí dài ngày thì nó có bất lợi như vậy. Điểm thứ tư và a à, trong trường hợp này thì bộ y tế trong phác đồ cũng điều trị cũng rõ, rõ rồi những bệnh nhân viêm phổi nhá mà viêm phổi nặng nếu đã dùng corticoid thường thời gian điều trị phải dài hơn thời gian điều trị kháng sinh phải là từ 14 ngày trở lên bởi vì những bệnh nhân đấy là những bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch phác đồ đã phải mạnh tay hơn và thời gian điều trị dài hơn vì nguy cơ thường đáp ứng với phác đồ kháng sinh là kém hơn và nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc là cao hơn trường thứ tư em muốn trao đổi cái này cãi nhau nhiều là corticoid có gây loét hay không Ai nói corticoid gây loét giơ tay ạ. xin mời các anh chị giơ tay. Không ai giơ tay. Rồi. Câu hỏi này thực ra đã được hỏi các bác sĩ rồi. Và thực ra ở trên thế giới người ta trả lời giống nhau thôi. Khoảng 80 đến 90% các bác sĩ đa khoa không phải chuyên khoa tiêu hóa là, là giống như mình ở đây này là là đều nói là corticoid là gây loét. Các hỏi ông các ông tiêu hóa thì như vậy tỷ lệ thấp hơn khoảng 60% mươi trăm ông để tiêu hóa thì ông cho là có khí quyết gây loét chúng ta cũng được dạy ở trường đúng không ạ bản thân bọn em cũng được học đấy là và trên thực tế và cũng có thể nó gây loét và bao giờ các bác cũng phải cho thêm PPI để bảo vệ dạ dày uh, trong uh, trong uh, uh, nếu bệnh nhân dùng có khí vậy thực chất vấn đề là gì nếu dùng có khí quyết đơn độc không có yếu tố gì đặc biệt nhé Bệnh nhân không có tiền căn gì đặc biệt Không phải cao tuổi Tuổi không trên 65 Không có tiền sử loét Không sử dụng đồng thời với các cái thuốc Có khả năng gây loét Các thuốc có khả năng gây loét là gì Một là NSAID Hai là aspirin kể cả liều thấp Aspirin liều chống kết tập tiểu cầu Liều 100mg đấy. Ba là các thuốc chống đông Và các thuốc chống kết tập tiểu cầu đấy. Như vậy nếu không phải những yếu tố đấy Hoặc thứ tư là nghiện rượu hoặc nghiện thuốc lá nặng trong trường hợp đấy nếu các anh các chị cho bảo vệ dạ dày là hơi thừa. Ví dụ như cho bọn em là có tí là hơi thừa. nếu bảo vệ dạ dày. Đó. nếu không có tiền căn gì đặc biệt. Tại sao người ta lại kết luận như thế? Bởi vì cách đây khoảng 25 năm người ta làm một thử nghiệm lâm sàng rất cẩn thận trên 10.000 bệnh nhân người ta thấy này. Nhóm dùng corticoid và nhóm không dùng corticoid nguy cơ loét là ngang nhau và đều đạt tỷ lệ rất thấp. Nếu không có tiền căn gì đặc biệt nhé. Trên trẻ con cũng tương tự như thế trẻ con mà điều trị các rối loạn hô hấp thì nguy cơ xuất huyết tiêu hóa và thượng vị là hai cái là như nhau tóm lại không khác gì cả rồi nhưng nguy cơ sẽ tăng lên khi nào nguy cơ sẽ tăng lên khi mà chúng ta phối hợp có cái quyết với NSAID hai anh cộng lại với nhau nguy cơ gấp khoảng 4 đến 5 lần vậy hết sức cẩn thận nguy cơ sẽ tăng lên nếu kết hợp với thuốc chống kết tập tiểu cầu Đấy. hoặc thuốc chống đông vì vậy thì ở đây cơ xương khớp người ta đây là hướng dẫn cơ xương khớp người ta nói là việc dự phòng PPI là không phù hợp trừ khi bệnh nhân phải dùng liều cao và kéo dài và phối hợp với NSAID aspirin tuổi trên 65 có tiền sử loét, nghiện rượu, nghiện lúc lá vân 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 vân. Tóm lại là đấy là mấy trường hợp mà chúng ta xứng đáng dự phòng. Rồi, còn những trường hợp khác thì thôi các bác đừng dự phòng. Và nếu dự phòng thì các bác dùng một viên thôi, tức là dùng liều đơn chứ chúng ta không dùng liều đúc Đấy đấy là đấy là cái nguyên tắc mà uh, sử dụng uh, corticoid trong loét. Uh, liên quan đến loét. Tác dụng phụ cuối cùng Đấy, mặc dù cái này em thấy còn sợ hơn tức là cứ mình cứ sợ loét dạ dày thế này đấy kia nhưng cái này còn là kinh khủng nhất để dùng corticoid dài ngày là gì là loãng xương và gãy xương thực ra corticoid thì các anh các chị cũng biết là nó có mấy cái bất lợi trên xương như này thứ nhất là nó giảm hấp thu canxi ở ruột như vậy làm giảm canxi máu và nếu làm giảm canxi máu thì nó lại huy động canxi từ xương ra ngoài máu như vậy nó làm giảm canxi ở xương nó rút canxi từ xương ra đấy là tác dụng phụ đầu tiên bất lợi thứ hai là gì là corticoid chúng ta biết là cái phần xương của chúng ta là ngoài phần xương thì còn có phần protein phần potit rất quan trọng vậy nó lại rút potit từ xương về gan để tổng hợp đường làm tăng đường máu và như vậy nó làm xốp xương đấy là bất lợi thứ hai và bất lợi thứ ba là nó lại kích thích các tế bào hủy xương và ức chế tế bào tạo xương đấy như vậy đấy là cái bất lợi thứ ba tóm lại là sử dụng corticoid đối với xương là không không nhẹ nhàng một chút nào cả vì thế chúng ta phải lưu ý thế này các yếu tố nguy cơ Bệnh nhân mà trên 60 tuổi Nguy cơ gãy xương và loãng xương Dùng corticoid gấp hơn gần 30 lần So với người người trẻ Thứ hai là người nào gầy Không béo BMI dưới 24 Thứ ba là dùng phải dùng dài ngày corticoid Trong của chúng ta có hen và COPD Thứ tư là liều cao Dùng liều cao và thời gian điều trị kéo dài Và thứ năm là những ông nào bản thân đã lo, Thường là các bà Thường là đã bệnh nhân có nguy cơ lãng xương trước đó rồi đặc biệt là sau mà sau tuổi sau mãn kinh corticoid hít có lượng lãng xương hay không câu trả lời là có Đấy, mình nhìn cái kết quả này người ta tổng kết lại lúc nãy em có nói nhé là dùng corticoid xong hít thì nguy cơ gãy xương tăng 27% và ông cứ tăng một nhát xịt cứ tính theo bia bê tức là cứ tăng xịt thêm một nhát thì nguy cơ gãy xương tăng 9% như vậy nói tóm lại là dùng corticoid sông hít thì đúng là nó giảm tác dụng toàn thân thật nhưng mà nguy cơ nguy cơ vẫn có thể có vì vậy nguyên tắc của chúng ta là gì khi chúng ta dùng corticoid dài ngày thì việc bắt buộc bổ sung canxi và vitamin D là bắt buộc là một nghìn Mg tính theo vitamin canxi tám trăm đơn vị vitamin D đúng không ạ là bắt buộc và nếu anh nào mà sử dụng corticoid từ liều mà mà bất cứ liều nào nhưng mà thời gian từ một tháng trở lên là bắt buộc phải dùng các thuốc chống hủy xương. cái này áp dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ gãy xương cao, ví dụ như là bệnh nhân bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân mãn kinh sau mãn kinh, thì người ta phải dùng các thuốc chống hủy xương, ví dụ alendronat hoặc risedronat cái này trước đây là mình em có hỏi nhiều nơi, mọi người không biết đến, bảo hiểm y tế đã cho phép sử dụng rồi. tất nhiên chúng ta không hy vọng không muốn dùng corticoid đường toàn thân mà dài trên một tháng, nhưng nếu dùng dài trên một tháng thì bắt buộc phải bảo vệ xương bệnh nhân bằng cái này như vậy giờ phác đồ người ta cho phép. Rồi vì vậy để, để chốt lại cái phần uh, tác dụng không mong muốn này thì em chỉ đề cập đến bốn năm tác dụng không mong muốn quan trọng thôi Đấy, mà em nghĩ là quan trọng nhất cần lưu ý với bệnh nhân vì thế cái 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 thái độ mà cái, cái cách tiếp cận của chúng ta với có cái quýt liên quan tác dụng phụ thì chúng ta nhớ cho mấy phần này thứ nhất là luôn luôn dặn dò bệnh nhân cẩn thận luôn dặn bệnh nhân cẩn thận vì thuốc này là thuốc điều trị triệu chứng nên nhiều khi nó, nó bệnh nhân lại phụ thuộc vào nó thậm chí nghiện nó nghiện hơn cả bác sĩ của mình và em nghĩ là cái việc mà mà dặn dò rất quan trọng để người ta biết được cái lợi và cái hại tại sao mình phải kê mình mình kê như thế nào hãy trao đổi với họ cẩn thận thứ hai là canh cái chị cân nhắc cho em về liều không bao giờ tham tăng liều cao cả luôn cân nhắc là lợi được lợi gì và được hại gì Đấy. và chú ý là dùng cái chế độ liều thấp nhất có thể thứ ba theo dõi người ta quy định phải theo dõi những cái này theo dõi thứ nhất là đã đường huyết thứ hai là huyết áp thứ ba là cân nặng trong có vấn đề toàn là những tác dụng phụ của cái quý thứ tư là nguy cơ nhiễm trùng gậy xương cơ mắt và thần kinh và tâm thần đấy, đấy là những cái tác dụng phụ mà chúng ta cần theo dõi trong dùng cọc quý và em xin để lại cái bảng mà nguyên tắc người ta khám những cái tối thiểu khám và theo dõi có dùng cọc quý trước khi sử dụng điều trị đấy, thì chúng ta ngoài những cái phần khám mà các anh các chị đã làm rồi thì các anh các chị chú ý cho em những cái phần khám về lâm sàng và cận lâm sàng cần thiết để để chúng ta cho corticoid đặc biệt dùng corticoid dài ngày Đó. Ờ, phần cuối của cái này chúng ta sẽ nói đến tương tác thuốc và dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú đấy là điểm cuối cùng về dựa em nói trong bài về tương tác thì chúng ta thấy là corticoid thì có một số tương tác quan trọng cần lưu ý thứ nhất là nếu chúng ta dùng corticoid đặc biệt toàn thân và cả dạng xịt nhé nếu chúng ta dùng những kháng sinh mà có đuôi là mycin mycin tức là claritomycin uh, eri chắc bây giờ không dùng mấy nhưng chúng ta hay dùng clary. AZ thì không có tương tác nhưng mà clary tương tác rất mạnh. Hoặc là dùng thuốc kháng nấm ví dụ là Azon. hoặc là dùng những cái thuốc mà để, để, để ví dụ uh, isoniazid hoặc là ở trong phác độ kháng lao của chúng ta hoặc là những cái thuốc như là ritonavir là cái thuốc mà trong điều trị uh, HIV đấy, điều trị phác đồ bậc 2 đấy thì chúng ta biết là những cái thuốc này thì ức chế men chuyển hóa thuốc ở gan và corticoid chúng ta là hormone nó phải đi qua gan để chuyển hóa vậy dùng những cái thuốc này thì nguy cơ tác dụng phụ toàn thân của corticoid là tăng lên vì thế thì em khuyên là nếu giả sử bắt buộc kê đơn corticoid cả toàn thân và xịt nhá xịt người ta thấy là cũng có ảnh bị cũng bị ảnh hưởng thì chúng ta cân nhắc là giảm liều điều chỉnh liều corticoid như vậy cái điểm đầu tiên cần lưu ý về tương tác ở mấy cái nhóm thuốc này thứ hai dùng corticoid là gây hạ kali máu sanbutamol các cái thuốc giãn phế quản nhóm kích thích beta 2 cũng hạ kali máu rồi lợi tiểu, Đấy. Lợi, lợi tiểu, furosemid các thứ cũng hạ kali máu. Vậy trong trường hợp này nếu mà cần thiết để bù kali. Ờ, corticoid thì nó làm nó có tác dụng giãn cơ, làm mềm cơ. Như vậy nếu mà bệnh nhân gây mê mà lại dùng corticoid dài hạn để cân nhắc, các anh các chị uh, chú ý cho em cái liều giãn cơ chắc chúng ta cũng không nên dùng cái liều quá cao. Và một điểm nữa, cái này người ta lưu ý thế này, corticoid dùng cùng với quinolone thì tăng nguy cơ cơ tổn thương trên gân thậm chí là đứt gân vì vậy người già và người suy thận người ta khuyên không dùng phối hợp corticoid với cả quinolone như vậy đấy là những cái tương tác quan trọng nhất cần lưu ý ờ, các cái thuốc khác ví dụ như là uh, rifampicin hoặc các cái thuốc chống co giật thì nó làm giảm tác dụng corticoid nên nhiều khi phải tăng liều dùng corticoid thì đừng bao giờ uống kèm với cả bảo là đau dạ dày thế sau lại bảo uống cùng phốt với gastropunzit thì trong trường hợp đấy không có corticoid được hấp thu vào người. Đấy, như vậy là uh, lưu ý cho em cả cái trường hợp mà tương tác với các thuốc bao bọc dạ dày. Đấy, nếu mà bắt buộc dùng thuốc bao bọc dạ dày đấy thì chắc cũng không có ý nghĩa gì đâu. Mấy cả nếu có lét do corticoid thì không có ý nghĩa. Gì. Em khuyên là không nên dùng. Còn nếu bắt buộc phải dùng, các bác sĩ vẫn muốn dùng thì ưu tiên uống corticoid trước. 2 giờ sau để cho corticoid nó hấp thu hết vào máu. 2 giờ sau mới được phép dùng các cái thuốc bao bọc dạ dày. Và điểm uh, cuối cùng cần lưu ý liên quan tương tác là dùng corticoid thì đường huyết lung tung mà đường huyết lung tung thì thực sự chúng ta lại điều trị cho bệnh nhân lại khó hơn nên là có lẽ phải cân nhắc điều chỉnh đường huyết một cách cẩn thận bằng thuốc đái tháo đường hoặc anh thậm chí là anh suli và là còn làm giảm và làm mất tác dụng của các thuốc hạ huyết áp và thuốc lợi tiểu cân nhắc là phải điều chỉnh liều cho cẩn thận đấy. như vậy đấy là mấy cái tương tác quan trọng của corticuit. rồi ờ, phụ nữ có thai có dùng coctyquid được không câu trả lời 3 tháng đầu nên tránh tuyệt đối mình người ta xếp vào loại D là loại chống chỉ định 3 tháng giữa và 3 tháng cuối Xếp vào loại C Là có thể dùng được Sau khi cân nhắc đấy, thì Cái đấy là bác sĩ dùng được đấy, còn được. 3 tháng đầu là thôi tránh Rồi. À, Cho con bú thì nào Có dùng corticoid được không Người ta bảo là được Nhưng khuyên là nên cho con bú Nên cho con bú Sau khoảng 3 đến 4 giờ sau khi mình uống thuốc Mình uống thuốc có một lần một ngày thôi nếu phải dùng. Đấy thì trong thời, thời gian đấy thì chúng ta nếu chúng ta bắt buộc phải cho con bú thì thời gian bú phải nên rời xuống sau khoảng 3 4 giờ sau khi sau khi sau khi uống thuốc. Rồi. Như vậy à, có lẽ để chốt lại bài này. Hôm nay thì, thì chúng em nghĩ là chúng ta học cái bài nó cũng tức là chúng ta trao đổi với nhau về mặt chuyên môn cũng một cái bài nó nhóm thuốc tương đối khó. Nhiệm vụ của hội em hôm nay em mong muốn là trao đổi với các anh các chị về phần dược em chỉ nói về về được để anh các chị hiểu hơn về nhóm thuốc này và thực tế là lâm sàng của chúng ta không thể thiếu corticoid được các chuyên khoa khác nhau đều phải có corticoid phải dùng corticoid hết nhưng mà thông điệp ở đây là gì là luôn luôn trả lời câu hỏi bệnh nhân nào tôi cho corticoid tôi cho để làm gì nó có mục đích của nó đúng không rồi lợi tôi được lợi gì có rủi ro gì có tư liệu có rủi ro gì có, có tác dụng phụ gì hay không phải cân nhắc cẩn thận Uh, luôn luôn có nguyên tắc là dùng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể bởi vì nó là thuốc đại kể điều trị triệu chứng trừ trường hợp là điều trị duy trì như là điều trị sông hít nhá cái đường sông hít là phải duy trì rồi còn nếu mà trong các trường hợp khác nếu chúng ta dùng để giải quyết triệu chứng thì chỉ lúc nào giải quyết xong triệu chứng là phải cắt một điểm nữa là luôn luôn đánh giá cẩn thận bệnh nhân Đấy, và những cái yếu tố mà liên quan tác dụng phụ đánh giá rất cẩn thận và cuối cùng thì em lưu ý là thuốc này chúng ta nói là cái con dao mà rất sắc đấy con dao đấy thì thực sự là nếu mà mình dùng tốt ấy nó giải quyết cho mình rất nhiều thứ kể cả những đặc biệt những trường hợp nặng nhưng mà nếu mà mình dùng không cẩn thận